Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 1526, thêm một chuyện một. Trương đại quan nhân trong lòng biết rất rõ, chuyện này tuy rằng đã tra ra manh mối, nhưng rất khó đảm bảo người ngoài sẽ không mượn chuyện này để gây thị phi, miệng nhiều người sói chảy vàng. Loại chuyện này hắn cũng không phải là lần đầu tiên trải qua, để cho ổn thỏa, Trương Dương trước tiên gọi điện thoại cho sở yên nhiên, đây không phải là dấu đầu lòi đuôi, Trương Đại Quan Nhân là muốn cô ta chuẩn bị tâm lý, trăm ngàn lần đừng tin những tin đồn này. Sở yên nhiên ở phương diện này cũng rất rộng lược, chẳng những biểu hiện ra vẻ tuyệt đối tín nhiệm Trương Dương, còn bảo hắn đừng lo lắng, cô ta sẽ giải thích với cha mình. Trương đại quan nhân biết chuyện này khẳng định sẽ không giấu được, tất cả quả nhiên không nằm ngoài dữ liệu của hắn, ngày hôm sau liền trở nên ồn ào huyên náo, cơ hồ tất cả mọi người đều biết chuyện này, có bản âm mưu, có bản hương diễm, có bản bạo lực, điểm giống nhau duy nhất chính là không thay đổi nam nhân vật chính, trong nhất thời trương đại quan nhân lại xuất hiện ở nơi đầu sóng ngọn gió Bắc Cảng. Bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành cũng nghe nói chuyện này, sau khi y biết, phản ứng đầu tiên chính là tìm người chứng thực, y không trực tiếp hỏi người trong cuộc, mà là tìm huyện trưởng hứa song kỳ, trong chuyện này hứa song kỳ không dám nói dối, thành thật thuận lại tình huống phát sinh ngày hôm qua, Hạng Thành biết được chuyện này, cũng cảm thấy buồn cười, Hồng Trường Thanh muốn hãm hại Trương Dương, kết quả cuối cùng lại tự khai ra, Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái, nhưng trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì y cũng lười chẳng muốn nghiên cứu thêm. Bí thư Ủy ban kỷ luật Bắc Cảng Trần Cương cũng đặc biệt tới gặp Hạng Thành vì chuyện này, câu hỏi đầu tiên của hắn là: "Bí thư Hạng, Tân Hải xảy ra đại sự rồi." Hạng Thành rất hiểu tính của Trần Cương, y cười nói: "Đại sự gì?" Trần Cương nói: "Còn không phải là Trương Dương kia ư, nghe nói là lăng nhăng với cháu gái của chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Hồng Trường Thanh?" khiến cho dư luận Tân Hải xôn xao. Hạng Thành nói, mưa gió của Tân Hải thổi đến bắc cảng của chúng ta nhanh quá nhỉ. Trần Cương nói, lúc trước khi ở kinh thành tôi đã nhìn ra giữa hai người bọn họ có chút không đúng, lúc ấy nên nhắc nhở bọn họ vài câu, người trẻ tuổi trên tình cảm nắm bắt không tốt thì rất dễ xảy ra vấn đề. Hạng Thành nói, một người chưa cưới, một người chưa gả, bất kể là giữa họ có quan hệ gì thì cũng không đến lượt chúng ta hỏi tới. Trần Cương kinh ngạc vì trong chuyện này Hạng Thành biểu hiện ra vẻ đạm mạc, hắn cho rằng đây cơ hội tốt để đối phó Trương Dương, nhưng Hạng Thành không ngờ lại không biết nắm lấy, chẳng lẽ quan hệ giữa Hạng Thành và Trương Dương không chỉ có chuyển biến tốt ngoài mặt, mà là thay đổi cả về bản chất ư? Trần Cương nói, chuyện này có ảnh hưởng rất xấu, Trương Dương dù sao cũng là bí thư huyện ủy, hơn nữa hắn là con rể tương lai của bí thư Tống, chuyện này nếu truyền tới tai bí thư Tống, bí thư Tống chẳng phải là sẽ nổi trận lôi đình ư? Hạng Thành nói, chính bởi vậy chúng ta mới càng không tiện nhúng tay vào, hiện tại Bí Thư Tống không tỏ thái độ gì, chúng ta hỏi đến quá nhiều thì chẳng phải là Hoàng đế không vội mà Thái Giám đã gấp ư. Audio điện tử võ tấn bền Trần Cương lúng túng nói, nhưng... Hạng Thành nói, nếu quả thật có chuyện này thì Bí Thư Tống sớm muộn gì cũng sẽ truy cứu, nếu chuyện này chỉ là tin đồn, chúng ta quá mức chú ý thì anh thấy Bí Thư Tống sẽ nghĩ như thế nào? Trần Cương nói, vẫn là bí thư hạng cân nhắc Chu Đáo. Hạng Thành nói, nói tóm lại, loại chuyện này chúng ta không tiện nhúng tay vào, chuyện của ai thì người đó tự đi mà xử lý. Trần Cương gật đầu. Hạng Thành lại nói, chuyện khu khai phá Tân Hải đã được giải quyết, nhưng Bộ Nông nghiệp vẫn không buông tha cho chúng ta, Bộ trưởng Kiều chỉ đích danh tôi tới Bộ Nông nghiệp nói rõ tình huống, sắp tới tôi còn phải tới kinh thành một chuyến. Trần Cương nói, gần đây không ít chuyện xảy ra. Hạng Thành nói, cho nên loại việc nhỏ này tôi không có thời gian mà quản, chuyện tình cảm của người ta chúng ta vô quan, có điều năng lực công tác của Trương Dương không tồi, vấn đề làm khốn nhiễu việc di rời khu khai phá đã được giải quyết rồi. Trần Cương cười nhạt nói, vận khí tốt thôi. Hồng Trường Thanh mấy ngày nay một mực không xuất hiện ở trung tâm hành chính Tân Hải, cô ta xin nghỉ bệnh, tuy rằng cô ta biết lần này tránh được mùng một chứ không tránh được mùng năm, nhưng trốn được lúc nào hay lúc đó, cô ta không dám đi đối mặt với Trương Dương hồng trường thanh đến bây giờ vẫn không hiểu mình rốt cuộc đã chúng ta gì vậy đang yên đang lành sao lại tự khai ra nếu cô ta không nói ra chân tướng trương dương khẳng định là hết đường chối cãi hồng trường thanh cho rằng mình không thể về tân hải nữa mặc dù là trương dương không truy cứu chuyện này nhưng tân hải cũng không còn là nơi cô ta có thể sống đến lúc cân nhắc việc đổi đơn vị rồi tâm tình của trương dương không hề chịu ảnh hưởng vì chuyện này mà cũng vì chuyện này hắn càng thêm đề phòng nữ nhân trên đời này nữ nhân tốt không ít, nhưng nữ nhân âm hiểm ác độc cũng không thiếu, Trương Dương chỉ là có chút khó hiểu, nữ hài tử như Hồng Thi Kiều, không có lý do hãm hại mình. Mình cũng không có ý đồ gì với cô ta, không những như vậy, ở kinh thành còn giúp cô ta giải vây, Hồng Thi Kiều vì sao muốn lấy oán trả ơn? Cái nhìn của Trương Dương đối với chuyện này là Hồng Thi Kiều tất có ý đồ gì đó, khẳng định là một loại dụ hoặc không ai biết đã đả động cô ta. Cho nên Hồng Thi Kiều mới có thể cam tâm lấy danh dự của mình ra làm vật đặt cược. Trương Dương quyết định không nghĩ tới vấn đề này nữa, bất kể là như thế nào thì chuyện cũng đã qua rồi, mình cũng không phải là hoàn toàn kín kẽ, nếu tính cảnh giác của hắn cao hơn, loại chuyện này căn bản là sẽ không xảy ra, cô cháu Hồng Trường Thanh căn bản không tìm được bất kỳ cơ hội nào. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất chính là chứng thực khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải, hắn muốn tới Đông Giang một chuyến tự mình đưa đơn xin lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu cho Tống Hoài Minh, đương nhiên, Trương Dương nóng lòng tới Đông Giang còn có một nguyên nhân, đó là phải giải thích chuyện xảy ra gần đây với Tống Hoài Minh. Trương đại quan nhân lần này không lái xe, mà là chọn đi tàu hỏa, theo quy củ trước đây, bí thư huyện ủy đi công tác đều có mấy nhân viên đi theo, toa giường nằm sẽ bị họ bao, để tránh có người làm phiền lãnh đạo công tác và nghỉ ngơi, nhưng Trương đại quan nhân đối với việc này đã đưa ra quy định nghiêm khắc. Lãnh đạo đi công tác không cần phải phô trương lớn như vậy, hắn lựa chọn một mình tới Đông Giang, hơn nữa chuyện này không thể để lộ ra được, chỉ bảo Chu Sơn Hổ đưa hắn tới nhà ga, hắn lưng đeo túi du lịch, cầm vé vào phòng chờ. Trương Dương gần đây rất hưởng thụ loại cảm giác dung nhập vào dòng người này, ở loại địa phương như nhà ga này, không ai chú ý tới hắn, mỗi người đều là khách qua đường, người rất dễ chán ghét thói quen, sau khi hắn đã quen trở thành trung tâm chú ý của người khác, cũng sinh ra một loại chán ghét ngược lại cảm thấy đi trong dòng người sắm vai một người khác bình thường cũng là cảm giác thoải mái nhưng trương đại quan nhân đã được chú định không thể sắm vai một khách qua đường bình thường hắn vừa đi tới cửa kiểm thì nghe thấy người gọi hắn bí thư trương trương dương quay đầu lại nhìn thấy mỹ nữ phóng viên vô ý cô ta cũng đeo túi hành lý trong tay còn kéo một cái vali rất to tay phải còn cầm túi trên trán lấm tấm mồ hôi trương dương cười nói đi đâu phỏng vấn à Vũ Ý nói, không phải đi, tới đài truyền hình tỉnh hỗ trợ, một tháng. Nào, giúp tôi cầm hành lý đi, tôi mệt sắp chết rồi. Trương Dương đỡ lấy hành lý cho cô ta, sao mang theo nhiều đồ thế. Vũ Ý nói, anh đi đâu vậy? Trương Dương nói, Đông Giang. Vũ Ý cười nói, hay quá, hai ta cùng đường, giờ có người giúp tôi cầm hành lý rồi. Trương Đại Quan Nhân cười cười có chút bất đắc dĩ, một trước một sau cùng Vũ Ý đi tới cửa soát phép vũ ý nhìn nhìn vé xe của trương dương cô ta cũng nằm giường mềm ở chung một toa với trương dương có điều không chung một gian hai người ngồi xe lửa vũ ý đi theo trương dương tới toa của hắn đổi với người ngồi đối diện với trương dương có lẽ là vì chuyện của hồng thi kiều đã ít nhiều để lại ám ảnh cho hắn trương đại quan nhân hôm nay không nói nhiều sau khi sắp xếp hành lý thì cởi giày lên giường nằm vũ ý ngồi xuống bên cạnh giường hắn ai anh sao thở ơ với tôi thế Trương đại quan nhân nói, sư phụ tôi nói, nữ nhân xuống núi chính là hổ, nếu gặp thì phải né. Vũ ý bật cười khanh khách, cô ta từ trong túi lấy ra hai chai đổ uống, mở một chai đưa cho Trương Dương. Trương đại quan nhân uống một ngụm rồi nói, trời nóng quá, cô đừng ngồi gần tôi như vậy. Vũ ý chừng mắt lườm hắn một cái, anh cho rằng tôi đang nịnh bợ anh à. Trương Dương nói, nam nữ thủ thụ bất thân, hai ta bảo trì chút khoảng cách thì tốt hơn. Vô y gắt, đầu óc anh thật tăm tối, cô ta dịch mông, nhưng không hề rời khỏi giường của Trương Dương, mà là tới gần cửa sổ, nửa thân trên che hết cả ánh sáng của Trương Dương, mùi thơm trên người cũng phảng phất phả vào mũi Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân nghĩ thầm ông trời à, năm nay tôi có phải là phạm phải đào hoa sắt không, càng muốn tránh thì càng gặp phải cô gái xinh đẹp. Trương 1527, thêm một chuyện hai vũ ý nói gần đây nghe nói không ít tin tức về anh trương dương nói loại người như tôi trước giờ cũng không thiếu tin tức các cô làm phóng viên không phải thích nhất loại nhân vật như tôi vũ ý cười cười đúng rồi tôi nghe nói tới một chuyện không biết là thật hay giả ai cũng nói anh lợi dụng chức quyền chơi đùa con gái nhà người ta trương đại quan nhân nói cô cảm thấy có thể không vũ ý nói chi nhân chi diện bất chi tâm loại chuyện này ai biết được Trương Dương nói, hai ta quen nhau lâu rồi, cô trông cũng tính là có vài phần tư sắc, nhưng tôi đã đùa bỡn cô chưa? vô ý kháng nghị, cái gì mà vài phần tư sắc, tôi nói sao cũng được tính là một mỹ nữ mà. Trương Dương nói, có thể là thẩm mỹ quan của tôi hơi hà khắc một chút, án chiếu theo nhãn quan đại chúng, cô miễn cưỡng cũng được tính là một mỹ nữ. Vũ y biết thằng cha này cố ý chọc giận cô ta, vung quyền đấm vào vai hắn một cái rồi trở lại chỗ của mình nắm, tức giận nhìn Trương Dương, không để ý tới anh nữa, làm tổn thương tới lòng tự tôn của bản cô nương. Trương Dương nói, tâm lý của vũ đại phóng viên từ lúc nào trở nên yếu ớt như vậy. Hôm nay sao khéo vậy nhỉ, cô chắc không phải là đặc biệt theo tôi để phỏng vấn chứ. Vũ ý nói, anh xứng à, ở một mẫu ba phân đất Tân Hải còn tính là một nhân vật, nhưng rời khỏi Tân Hải thì anh chỉ là một cái rắm. Cô ta cũng rất thẳng tính. Trương đại quan nhân nghe cô ta không nhịn được nói tục, bản thân cũng bật cười. Hai hành khách bước vào ghế lô, không ngờ đều là nữ hài tử, bộ dạng cũng đều không tệ lắm, đưa họ tới là một phụ nữ Trương Dương, cô ta rất cảnh giác nhìn Trương Dương, sau đó thì chào Vũ Ý, rất khách khí nhờ Vũ Ý giúp đỡ chiếu cố hai cô gái trên đường đi, bởi vì hai cô gái đều là lần đầu tiên ra ngoài, tới Đông Giang ghi danh vào học viện âm nhạc. Lần này đi là để thi, đến nhà ga Đông Giang sẽ có người đón hai cô. Vũ Ý rất sảng khoái đáp ứng. Sau khi xe lăn bánh, vô ý và hai cô gái cũng bắt chuyện với nhau, hai cô gái này một người tên là Tiếu Y, một người tên là Tô Điềm, hai cô đều là học sinh trung học của trường trung học số 1 Bắc Cảng, là bạn học của nhau, cũng đều là lần đầu tiên đi xa nhà. Vốn là người nhà muốn đi cùng họ, nhưng cha mẹ của Tiếu Y sức khỏe không tốt, cha của Tô Điềm thì công tác ở Đông Giang, cho nên hai cô bé kiên trì đi một mình. Từ cách ăn mặc của hai cô cho thấy gia cảnh của họ đều không tồi, con gái gia đình bình thường không thể nào ngồi toa có giường nằm được. Vũ Ý và hai cô nói chuyện rất vui vẻ, hai cô gái rất nhanh cũng nhận ra cô ta là người dẫn chương trình của đài truyền hình thành phố. Cơ hội Vũ Ý xuất hiện trên đài truyền hình Bắc Cảng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng diện mạo xinh đẹp của cô ta được không ít người ghi nhớ. Ba cô gái ngồi với nhau thì thành cái chợ, bất kể tuổi tác lớn hay nhỏ, sau khi họ thân nhau thì luôn miệng chị chị em em, Trương Đại Quan Nhân ngược lại thành người bị cô lập có điều Trương Dương cũng thích được thanh tĩnh, nằm trên giường mình. Không lâu sau thì tiến vào mộng đẹp. Trong giấc ngủ cảm thấy mình giống như nằm trên giường, thân thể lắc lư, mở mắt ra mới phát hiện hóa ra là ảo giác, thì ra là vũ ý đang nắm vai hắn mà lắc. Trương đại quan nhân cười khổ, cô không thể để tôi ngủ ngon một giấc à. Vũ ý nói, tôi không phải là hảo tâm gọi anh dậy ăn khuya ư. Cho cắn lã động tân, không hiểu được lòng tốt của người ta hai cô gái ở bên cạnh bật cười trước mặt mấy cô gái trương đại quan nhân vẫn biểu hiện ra phong độ nhất định hắn ngồi dậy ngáp một cái liền thấy trên bàn trà nhỏ đã có mấy món ăn tiếu y và tô điểm mang đến gà quay thịt bò lạp sườn xem ra người nhà đã giúp chuẩn bị không ít đồ Vũ ý cũng mang theo không ít đồ ăn vặt phương diện này khẳng định là sở trường của nữ hài tử trương đại quan nhân thì không mang theo nhiều đồ vốn định tới toa ăn vì tiện ăn chút gì đó nhưng thấy bọn họ chuẩn bị đầy đủ như vậy, cũng lười chẳng muốn đi. Vô ý giới thiệu Trương Dương với họ, đương nhiên không giải ra quan hàm của Trương Đại Quan Nhân, cô ta chỉ nói Trương Dương là nhân viên công tác của chính phủ, hai vị tiểu cô nương không có ấn tượng gì với Trương Dương, rất nhiệt tình gọi hắn là Trương Đại Ca. Trương Dương vốn không uống rượu, vô ý thì tới toa ăn cầm về hai chai bia. Tiểu Y và Tô Điểm dù sao cũng chưa chính thức bước vào xã hội, nói chuyện hành động đều lộ ra vẻ vô cùng non nớt, Trương Dương hỏi ngành mà cô ta học, thiếu y học thổi sáo, tô điềm thì học đàn viêu lông, lần này hai cô đặc biệt tới đi tham gia thi ở Học viện Nghệ thuật Đông Giang. Nhắc tới Học viện Nghệ thuật Đông Giang, Trương Dương không khỏi nhớ tới Hà Hâm Nhan, Hà Hâm Nhan gần đây nhận một bộ phim điện ảnh, một mực quay ở Việt Nam, kể ra thì họ đã mấy tháng rồi không gặp mặt. Vũ Ý nói, hai cô bé, chỉ phải nhắc nhở hai em, hiện tại thành tích chuyên ngành cũng không phải là chỉ dựa vào thực lực là có thể quyết định, Trước tiên phải tìm một số quan hệ, ấn tượng của giáo sư cũng rất quan trọng, nếu như trước chuyện có thể làm một số công tác, chấm điểm chuyên ngành cho các em cũng sẽ cao hơn không ít. Trương Dương cười nói, tôi nói này phóng viên Vũ, cô đừng nói xã hội đen tối như vậy, trên thế giới này vẫn còn sự tồn tại của công bằng, đừng có dọa hai cô bé này. Tính cách của Tô Điểm Hoạt bát hướng ngoại hơn, cô ta trợn tròn mắt lên, cha em cũng nói vậy, thật ra lúc trước cũng làm một số công tác rồi, nhưng không tìm được quan hệ trực tiếp vũ ý nói hai em tìm vị trương đại ca này này anh ấy không gì là không làm được chỉ cần anh ấy nói một câu hiệu trưởng của học viện nghệ thuật đông giang cũng phải nể mặt trương dương vội vàng xua tay nói cô đừng có hại tôi một chuyên sinh nhất trung như tôi làm sao mà quen được người ta đừng có chỉ đường nhầm cho hai cô bé người ta vũ ý chỉ cố ý trêu hắn mà thôi đêm nay coi như yên ổn trương đại quan nhân và ba vị mỹ nữ ở chung một ghế lô cũng biểu hiện ra sức khắc chế đầy đủ phải nói là hắn căn bản không có một chút tàn niệm nào cả. Sự kiện Hồng Thi Kiều khiến Trương Đại Quan Nhân có được một bài học, nữ nhân là hổ, tối nay ngủ cùng ba con hổ, thật thà là tốt nhất. Trương Đại Quan Nhân chuyến đi này không nghi ngờ gì nữa phải sắm vai cu ly, xe lửa vào 4 giờ sáng ngày hôm sau thì tới Đông Giang, trời còn chưa sáng, ba vị nữ hài tử đã bắt đầu buôn chuyện, vụ ý thật sự con mình là lão đại tỷ, nhưng việc phải ra sức thì đều giao cho Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân trái phải sách túi lớn túi nhỏ, trên lưng còn đeo thêm một cái, cùng với ba vị mỹ nữ bước ra khỏi trạm, trong lòng thật sự là bất lực, lão tử là bí thư huyện ủy mà, trước đây là người ta xách đồ cho tôi. Sao hôm nay lại đảo lộn hết vậy? Khi bọn họ ra khỏi nhà ga, Tiếu Y và Tô Điềm nhìn xung quanh, không hề nhìn thấy cha của Tô Điềm từ trong đoàn người đi đón. Trương Dương vốn cho rằng tới đây là có thể chia tay ai đi đường nấy rồi, nhưng vô ý được người ta nhờ lo hai tiểu cô nương chưa có kinh nghiệm đi xa nhà chẳng may gặp phải người xấu thì sao thế nên cứ đứng ở đó chờ cùng họ trương đại quan nhân cũng không tiện đi một mình đứng ở cửa ga đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy có người nhà tới đón hai cô tô điểm gấp đến độ dậm chân bình bịch cha em tám phần lại ngủ quên rồi cô ta đã gọi di động mấy lần nhưng không có ai nhấc máy vũ ý nhìn về phía trương dương nói làm sao bây giờ trương dương nghĩ thầm còn không phải là cô nhiều chuyện ư chẳng quen biết gì người ta mà cứ sấn sổ vào, Trương đại quan nhân trong lòng oán thầm thì oán thầm, nhưng cũng không tiện cắp mông bỏ đi. Trương Dương nói, hay là thế này đi, trước tiên tìm một chỗ để hành lý đã, sau đó ăn sáng, nói không chừng lát nữa là liên hệ được đấy. vô ý gật đầu, cô ta nói khẽ, anh ở Đông Giang có nhiều bằng hữu, tìm người tới đây đón bọn tôi đi. Trương Dương nhìn nhìn đồng hồ, mới có bốn rưỡi sáng, lúc này đa số người đều đang ngủ, hắn cũng không tiện làm phiền bạn bè, vươn tay ra bắt một chiếc xe taxi tới nhà khách chính phủ tỉnh đi tôi đã đặt trước phóng rồi các cô cứ để đồ ở chỗ tôi nghỉ ngơi ăn sáng đã hai vị tiểu cô nương hiển nhiên không có chủ kiến gì đổi thành người khác thì hai cô kiểu gì cũng hoài nghi nhưng hai cô nhận ra vô ý là người dẫn chương trình của đài truyền hình hơn nữa trên đường đi nói chuyện rất hợp ý với vô ý cho rằng khẳng định khẳng định sẽ không lừa mình bằng hữu của vô ý cũng không phải là người xấu cho nên không cần suy nghĩ gì đã đi theo trương dương Trương Dương đã đặt trước phòng ở nhà khách chính phủ tỉnh, sau khi đăng ký thì đặt hành lý ở phòng mình, khi hắn xong xuôi mọi việc thì đã là 5 giờ sáng, nhà ăn của nhà khách 6 rưỡi mới bắt đầu phục vụ. Trương Dương đành phải dẫn họ tới cửa hàng ăn ở đối diện nhà khách chính phủ tỉnh ăn chút gì đó, suốt đoạn thời gian này, Tô Điềm không ngừng gọi điện thoại cho cha, nhưng Thủy Trung không có ai nhấc máy, cô ta rõ ràng đã có chút lo lắng. Trương 1528, thêm một chuyện ba. Trương Dương nói: Đừng sợ, em đưa địa chỉ của cha em cho anh. Đợi ăn sáng xong anh sẽ lấy xe đưa bọn em đi. Vũ Ý nói: Đúng vậy, ăn cơm trước đi đã. Tiêu Y và Tô Điềm lúc này mới gật đầu. Hai người vừa mới ăn sáng thì có điện thoại gọi tới. Người nói chuyện không phải là cha của Tô Điềm. Tô Điềm nghe ra không phải giọng nói của cha thì có chút sừng sốt. Cô ta cảnh giác hỏi: Ai vậy? Đối phương nói: Cô là người nhà của Tô Quảng Thành à? Tô Điềm nói, tôi là con gái của ông ấy. Tôi là người của đại đội sự cố khu Bạch Sa, cô tốt nhất hãy mau tới đây một chuyến. Tô Quảng Thành bị tình nghi say rượu lái xe, gây tai nạn rồi bỏ chạy, hiện tại đang bị cơ quan công an tạm giữ. Người bị thương đã được đưa đến bệnh viện nhân dân tỉnh, cô mau tới đây đi, đúng rồi, mang thêm tiền nhé. Tô Điềm nghe vậy thì ngây ra, bên kia đã gác máy, cô ta bắt đầu khóc. Vô ý hỏi hơn nửa ngày, cô ta mới khóc thút thiết kể lại chuyện. Vô ý vừa an ủi cô ta vừa nhìn nhìn Trương Dương, Trương Dương nghĩ thầm đây không phải tự tìm lấy việc sao. Mình tới Đông Giang có cả một đống việc, vừa xuống tàu thì vô ý đã mang tới phiền toái cho mình, hắn thật sự không muốn lo chuyện không đâu này, nhưng thấy hai cô gái này cũng dáng thương, mọi người đều cùng đường từ Bắc Cảng tới đây, không giúp đỡ thì cũng khó ăn khó nói. Hắn nói với vô ý, thế này đi, tôi đi cùng các cô đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xảy ra loại chuyện này thì chẳng ai còn tâm tình mà ăn sáng nữa. Trương Dương gọi xe taxi, trước tiên đưa bọn họ đến đại đội sự cố khu bạch Sa. Trương Dương cũng không phải là lần đầu tiên đến đây, lần trước bởi vì ra mặt thay cho Hà Hâm Nhan và Triệu Nhị Văn mà xảy ra xung đột với Kỳ Phong. Kết quả bị bắt tới đây, lúc ấy còn làm ra chuyện kiểm tra nồng độ cồn trong máu của hắn. Kết quả toàn bộ đại đội sự cố khu bạch Sa bị Trương Dương khiến cho mặt xám mày cho. Loại chuyện này luôn khiến người ta ghi nhớ, Chuyện trên đời thường thường chính là trùng hợp vậy đó, lần này người phụ trách xử lý án của Tô Quảng Thành cũng là Triệu Anh Tráng lần trước đã xảy ra va chạm với Trương Dương, Triệu Anh Tráng nhìn thấy Trương Dương tới, trong lòng phát run. Sự lợi hại của Trương Dương hắn đã lĩnh giáo qua rồi. Trương đại quan nhân cũng nhớ rõ Triệu Anh Tráng, mỉm cười nói, cảnh quan Triệu, khéo vậy nhỉ. Triệu Anh Tráng ậm ừ nói, khéo quá, chủ nhiệm Trương tới đây có việc gì vậy? Hắn cho rằng Trương Dương vẫn là phó chủ nhiệm hội quản ủy nội thành mới Đông Giang. Trương Dương nói, tới giải quyết ít chuyện, hắn kể sơ qua ý tới của mình. Triệu Anh Tráng biết hắn tới vì chuyện của Tô Quảng Thành thì thở dài nói, người đó sau rượu chưa tỉnh, sáng sớm phóng như điên trên đường, kết quả đâm phải ông già đi tập thể dục, mà đáng giận nhất là hắn không dừng xe xem người ta bị thương thế nào, ngược lại lái xe bỏ chạy, anh nói xem loại người này có đáng ghét hay không. Tô Điềm đứng bên cạnh nghe, lại bật khóc. Triệu anh Tráng biết cô ta là Tô Quảng Thành thì cũng không nói quá nặng nề nữa, hiện tại ông già đó đã được đưa tới bệnh viện, Tô Quảng Thành thì bị chúng tôi giam, say rượu lái xe, gây tai nạn rồi bỏ chạy, đã là phạm pháp rồi, việc cấp bách hiện tại là chữa trị cho người bị thương đã, nếu thái độ nhận tội tốt thì còn có thể được khoan dung. Trương Dương làm rõ tiền căn hậu quả của chuyện thì cũng không có biện pháp gì, không phải không muốn giúp, mà là cái sai của chuyện này ở Tô Quảng Thành, say rượu lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy, ngay cả một chút đạo đức tối thiểu cũng không có, đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm vì hành vi của mình. Tô Điềm và Tiếu Y chỉ là học sinh cấp 3, không có chủ kiến gì trong chuyện này, Tô Điềm gọi điện thoại cho người nhà, bảo người nhà Chu ẩn bị ít tiền, người nhà đến Đông Giang thì cũng phải tối rồi. Triệu anh Tráng không biết quan hệ của Trương Dương và Tô Quảng Thành, lặng lẽ kéo hắn sang một bên rồi nói khẽ chủ nhiệm Trương, không phải tôi không giúp, mà là chuyện này thực sự khó giải quyết. Tôi cho mấy người một chú ý nhé, trước tiên cứ tới bệnh viện gặp người nhà của nạn nhân đã, tranh thủ có được sự tha thứ của họ, chỉ cần bọn họ đồng ý giải quyết riêng thì chuyện dễ xử lý rồi. Trương Dương Minh Bạch Triệu anh tráng là đang bán nhân tình cho mình, hắn và Tô Quảng Thành không quen nhau, nếu không phải đúng dịp gặp vô ý, lại vừa hay ngồi cùng toa với hai cô gái này thì chuyện đã chẳng rơi trúng đầu hắn, nhưng đã gặp phải rồi thì không thể nào không nghe không hỏi được. Vô ý là người nhiệt tình, nhìn thấy Tô Điềm khóc như mưa, cô ta không ngừng an ủi sau khi rời khỏi đại đội sự cố bảo trương dương bắt xe tới bệnh viện nhân dân tỉnh tới nơi rồi thì trương dương nhìn thấy một chiếc xe phê tần đang đỗ trước cửa phòng cấp cứu là kỳ sơn tới không cần hỏi cũng biết vũ ý gọi điện thoại bảo hắn tới vũ ý và kỳ sơn là bạn bè biết hai cô gái này không có tiền trên người mình cũng không có nhiều cho nên nhớ tới tên phú hào siêu cấp kỳ sơn này bảo hắn tới đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi Kỳ Sơn không thèm chào hỏi Trương Dương, trước tiên đi tới chỗ vô ý hỏi rõ tình huống, từ điểm này mà nói, Kỳ Sơn vẫn là bạn tốt, vô ý gọi một cú mà hắn đã chạy tới ngay. Tới phòng cấp cứu hỏi thì bệnh nhân đã được đưa đến phòng bệnh khoa chỉnh hình, theo như lời của bệnh viện thì bị gãy tay, xương sườn cũng bị gãy nhiều chỗ, não bị chấn thương nhẹ. Bọn họ tới phòng bệnh khoa chỉnh hình thì gặp người nhà bệnh nhân tới, hơn 10 tên thanh niên lêu lỏng xăm hồng vẽ hổ đang vây quanh cửa phòng bệnh, chỉ nhìn cách ăn mặc cũng biết không phải hạng lương thiện giờ nghe nói là người nhà đương sự tới đám thanh niên đó ùa lên vây lấy mấy người bọn trương dương tô điềm và tiếu y đã bao giờ thấy cảnh này đâu sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch Vũ ý nói làm gì thế nhiều người đến như vậy làm gì có chuyện gì thì từ từ nói định ỉ đông để gây sự à một tên béo để đầu chọc từ trong đám người đi lên hắn mặc áo sơ mi không buộc cúc để lộ ra hình xăm trước ngực cứ giống như người ta không biết hắn là kẻ lăn lộn trong xã hội vậy, hắn trợn tròn hai mắt, chỉ vào vô ý nói cô là người nhà của Tô Quảng Thành à. Vô ý chưa kịp nói gì thì Tô Điềm đã sợ hãi lên tiếng, "Tô Quảng Thành là cha tôi." Tên béo đó như hung thần ác sát nhìn thẳng vào Tô Điềm, "Cha cô đâm phải ông nội tôi, hiện tại đang cấp cứu, hắn uống rượu lái xe, gây tai nạn rồi bỏ chạy, đủ để bị xử bắn đó." Tô Điềm sợ đến nỗi lại bật khóc. Trương Dương có chút ngứa mắt, ê, tôi bảo anh là đàn ông mà đi dọa một cô bé làm gì. Không thấy xấu hổ à. Tên béo đó nhìn Trương Dương một cách hung tợn, con mẹ mày. Ông nội tạo bị đâm, ta nói mấy câu không được à. Trương đại quan nhân đang muốn phát tác thì Kỳ Sơn nói, từ từ nói chuyện đi, chuyện đã xảy ra rồi, mọi người cứ tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện, tức giận cũng không giải quyết được vấn đề. Tên béo đó nghiến răng nghiến lợi nói, đừng có lắm lời với tao, tao nói cho chúng mày biết, đâm ông nổ tao, coi như con mẹ chúng mày đâm đúng người rồi đấy, trước tiên đưa 20 vạn đây, sau đó rồi nói chuyện tiếp, nếu không thì tao sẽ cho Tô Quảng Thành đó ngồi tù mọt gông. Tô Điềm bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch cả ra, cô ta cầu xin, tôi xin anh, tha cho cha tôi đi, ông ấy chỉ là nhất thời hồ đồ. Vũ ý giữ chặt Tô Điềm, nói Tô Điềm, không có việc của em, em cầu hắn làm gì. Đám bạn của tên béo đó lao lên, có người âm dương quái khí nói anh hổ cha nợ con trả con gái hắn trông cũng xinh xắn đó trương dương vừa nghe thấy vậy thì nổi giận nói với đám lưu manh đó thành thật một chút cho tôi có việc gì thì từ từ nói đừng có mà dọa trẻ con tên béo nói mày có gan đó giờ viện phí của ông tao còn chưa trả ai đi nộp tiền với tao kỳ sơn nói bao nhiêu tôi đi nộp đã chuyện khác lát nữa nói tên béo quan sát kỳ sơn Kỳ Sơn lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi nói, làm người làm việc đều có quy củ, chúng tôi nếu đã tới thì sẽ chịu trách nhiệm, bất kể là sai ở đâu thì các anh cũng phải tôn trọng, nếu không mọi người đều khó nói chuyện. Tên béo cười nói, con mẹ nó, ở đây có chỗ cho mày lên tiếng à? Kỳ Sơn cười cười, hắn và Trương Dương liếc mắt nhìn nhau, hai người hôm nay đều là bị vụ y kéo vào trận phong ba này, nếu không bọn họ đâu có để mấy thằng lưu manh này vào mắt. Vũ y biết Trương Dương nóng tính, sợ hắn phát tác có điều trương đại quan nhân cho tới bây giờ vẫn biểu hiện rất bình thường hắn đang khống chế cơn tức của mình dẫu sao thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn tới đây thuần phí chỉ có tính chất giúp đỡ kỳ sơn cũng vậy hắn giúp nội một vạn đồng viện phí vốn là muốn thông qua phương thức này để trước tiên dẹp cơn tức của đối phương chờ người nhà của tô điểm tới xử lý là bằng hữu bình thủy tương phùng mấy người làm vậy đã là nhân trí nghĩa tẫn rồi nhưng khi bọn họ nộp tiền viện phí xong định đi thì tên béo xông lên tóm lấy cánh tay của Tô Điềm, hắn gào lên, cô không được đi, cô phải ở lại chiếu cố ông nội tôi. Tô Điềm sợ quá luôn miệng gọi chị vô ý. Vô ý bước lên tóm lấy tay tên béo, lạng lùng nói, anh buông ra. Chương 1529, khó tránh khỏi cô độc một. Tên béo rất dã man, vươn tay ra đẩy Vô Ý một cái, may mà Kỳ Sơn đỡ lấy cô ta kịp nên mới không bị ngã xuống đất. Kỳ Sơn điên lên rồi, đám người này cũng quá vô lý rồi, tiền viện phí đã nộp, người gây tai nạn cũng bị tạm giữ, bọn họ không ngờ còn mà làm khó một cô bé. Kỳ Sơn còn chưa phát tác thì đã có người không kiềm chế được cơn tức. Người này tất nhiên là Trương Đại Quan Nhân, Trương Dương từ lúc tới đây, nghe thấy tên béo nói năng khó chịu thì đã muốn phát tác, hiện tại nhìn thấy hắn bắt lấy tô điểm không thả, lửa giận trong lòng đã không thể kìm nén được nữa rồi. Nói tới xuất thủ, Trương đại quan nhân nếu xưng đệ nhị thì không có ai dám xưng đệ nhất cả, hắn bước tới tóm lấy cổ tên béo, bởi vì đối phương nhiều người, hơn nữa tự cho là chiếm lý, cho nên căn bản không ngờ bên này có người dám xuất thủ. Tên béo bị trương dương nhấc lên cao, tay tất nhiên là phải buông ra, tô điểm giấy khỏi tay hắn, chạy tới bên vụ ý ủy khuất khóc thất thanh. Tên béo nặng gần trăm cân, bị trương dương dễ dàng nhấc lên, có điều trương đại quan nhân cũng chỉ muốn hắn thả người, thấy Tô điểm đã được tự do liền đẩy tên béo một cái. Tên béo lảo đảo ngã về phía sau, đám bạn của hắn xông lên đỡ lấy hắn. Trương Dương ra tay không khác gì chọc phải tổ ong vò vẽ, đám người đó lập tức bị chọc giận, cả đám ùa lên, con mẹ mày, tao hôm nay phải phế mày. Bốp, tên béo ăn một phát đấm vào mũi, sau đó thì ăn thêm một đá, tên béo vừa lao tới phía trước Trương Dương thì lại bay ngược trở về, lần này đám bạn của hắn không đỡ được hắn, không những không đỡ được, ngược lại còn bị đè ngã một tên trong đó rút ống tuyếp muốn đánh trương dương còn chưa kịp động thì chân của trương đại quan nhân đá trúng mũi trương dương lạnh lùng nói muốn ăn đòn hà lúc này bảo vệ bệnh viện đã chạy tới tách hai bên ra kỳ sơn nói với vô ý đi thôi mấy người rời khỏi phòng bệnh khoa chỉnh hình tới bãi đỗ xe dưới lầu thì kỳ sơn bảo bọn họ lên xe của mình hắn nói với trương dương một đám vô lại thôi mà chuyện này để tôi xử lý Trương Dương nói, mấy cô gái này đáng thương lắm, đừng để họ bị dọa. Kỳ Sơn cười nói, không sao, hiện tại là xã hội pháp trị, mấy tên lưu manh đó không làm được gì đâu, anh đi đâu tôi đưa anh đi. Trương Dương lắc đầu, anh cứ chở họ về đi đã, tôi bắt xe cũng được. Kỳ Sơn cũng không nói nhiều với hắn, cúi người lên xe rồi bảo ngũ ca lái xe rời đi. Vũ ý nói, Trương Dương sao không đi với chúng ta? Kỳ Sơn nhìn qua gương chiếu hậu, nói tôi thấy hắn là không nuốt trôi được cục tức vừa rồi, tìm đám lưu manh kia chút giận rồi. Kỳ Sơn nói không sai, trương đại quan nhân đứng ở cửa bệnh viện, không đợi hắn bắt được xe taxi, hơn 10 tên lưu manh vẽ rồng vẽ hổ từ bên trong đuổi ra, dẫn đầu chính là tên béo, hắn gào lên, đừng cho hắn chạy, hôm nay tao chém chết mày. Trương đại quan nhân bước lên từng bước, nhịp chân của hắn càng lúc càng nhanh, giống như một con báo xông vào đám người đối phương, chỉ nghe thấy tiếng bốp không ngừng vang lên, ống tuyết xích sắt bay tứ tung, đám lưu manh đó căn bản không nhìn thấy được bóng của Trương Dương thì cảm thấy thắt lưng quật túi bụi lên người mình, cơn đau rát truyền khắp toàn thân. Chưa đến một phút, hơn 10 tên lưu manh đều bị Trương Đại Quan Nhân đánh ngã, Trương Dương cầm thắt lưng đi đến trước mặt tên béo, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của hắn, cười nói, đã bảo với mày rồi, có gì thì từ từ nói, muốn đánh nhau à, tao tiếp mày. Bốp, thắt lưng quật lên mặt tên béo, để lại một vết bầm giữa mặt, tên béo ôm mặt lăn lộn, khi bảo vệ bệnh viện nhân dân tỉnh chạy đến hiện trường thì Trương Đại Quan Nhân đã rời khỏi bệnh viện, ngồi vào trong một chiếc xe taxi, đón ánh nắng mặt trời đang dần dần nhô lên ở phía đông, mỉm cười nói tới chính phủ tỉnh. Tống Hoài Minh đặc biệt dành thời gian để đợi Trương Dương tới, thư ký trung bồi nguyên của y dẫn Trương Dương vào văn phòng. Trương Dương rất quy củ gọi một tiếng bí thư Tống, thân là một cán bộ quốc gia, phải biết phân rõ công tác và sinh hoạt, huống chi bên cạnh còn có trung bồi nguyên. Trung Bồi Nguyên đương nhiên biết mình không thích hợp ở lại đây, sau khi rót trà cho Trương Dương thì lập tức rời khỏi phòng. Tống Hoài Minh nhìn thấy Trương Dương vẫn đứng đó, mỉm cười nói, ngồi đi. Y dứng dậy đi đến bên cạnh Trương Dương rồi vỗ vai hắn, ý bảo Trương Dương ngồi xuống sofa. Trương Dương nhìn thấy thái độ của Tống Hoài Minh đối với mình không có gì khác thường thì mới yên lòng, xem ra phiền toái mình gặp ở Tân Hải không khiến y hiểu lầm, cũng có thể là sở yên nhiên giải thích khá tốt. Trương Dương không quên mục đích chủ yếu tới đây, hắn đưa giấy tờ xin Tân Hải trở thành khu bảo lưu thuế nhập khẩu cho Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh không xem mà đặt giấy tờ ở trên ghế, cười nói chuyện này tôi đã trao đổi với tỉnh trưởng Chu rồi, anh ta cũng rất tán thành chuyện này. Trương Dương nói, Chu Tống, tôi có cần phải tới chỗ tỉnh trưởng Chu câu thông một chút không? Tống Hoài Minh lắc đầu nói, anh ta không ở đông Giang, hiện tại đang ở kinh thành về về chuyện Tân Hải thiết lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu, chúng tôi cũng đã suy nghĩ rồi chuyện này do cậu đề xuất cũng không thích hợp, tốt nhất là để tỉnh lý trực tiếp đề xuất, như vậy chắc hơn. Trương đại quan nhân nghe vậy thì vui mừng quá đỗi, nếu tỉnh lý nguyện ý thay hắn đề xuất chuyện này thì đương nhiên là quá tốt, điều này cũng chứng minh nguyện ý thay hắn ra mặt, phân lượng thì nặng hơn là Tân Hải đề xuất nhiều. Trương Dương nói, đa tả các lãnh đạo đã ủng hộ công tác của tôi. Tống Hoài Minh cười nói, không chỉ là ủng hộ công tác của cậu, cũng xuất phát từ cân nhắc tới sự phát triển lâu dài của kinh tế Bình Hải trong tương lai, ý tưởng này của cậu rất tuyệt, từ trước tới giờ, chúng tôi luôn tìm một con đường để thay đổi diện mạo kinh tế lạc hậu của Bắc Bộ Bình Hải một cách căn bản, là cậu khai thông cho chúng tôi, ý tưởng lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu thật sự là quá hay. Trương đại quan nhân trước nay không bao giờ cướp công của người khác, hắn nói thật, chú Tống, thật ra người nghĩ ra chuyện này đầu tiên không phải là tôi, là cục trưởng tài chính Vương Chí Cương là của tôi. Tống Hoài Minh nói, có phải là cậu nghĩ ra hay không không quan trọng, một lãnh đạo tôi là phải biết chi nhân thiện nhậm, cậu có thể phát hiện và trọng dụng một cán bộ như vậy ở Tân Hải, đủ để chứng minh ánh mắt của cậu vô cùng độc đáo. Trương Dương Khiêm Tốn nói, để bạt được mấy người, cũng đắc tội với mấy người. Tống Hoài Minh bật cười, y đứng dậy đi tới bàn làm việc cầm cốc trà của mình, uống một ngụm rồi ngồi về chỗ, Trương Dương, mấy ngày trước yên nhiên gọi điện thoại tới đây, cậu gặp phiền toái, tôi cũng có nghe nói. Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng, may mà tôi đoán được trước, để yên nhiên gọi điện thoại về giải thích, có điều trong chuyện Hồng Thi Kiều, trương đại quan nhân quả thực là không thẹn với lương tâm. Tống Hoài Minh nói, làm việc trong quan trường luôn sẽ gặp đủ loại phiền toái, một lòng vì việc công, khó tránh khỏi va chạm lợi ích cá nhân của một số người, bọn họ sẽ nghỉ đủ cách để trả thù cậu, chỉ cần cậu không thẹn với lương tâm, người khác nhìn thế nào, nói thế nào đều không quan trọng, Trương Dương nói, người khác nhìn thế nào thì tôi không quan tâm, chỉ cần chú Tống tin tôi là được rồi. Tống Hoài Minh trả lời ý vị sâu xa, yên nhiên tin cậu, tôi đương nhiên tin cậu. Trương Đại Quan Nhân nghiền ngẫm hàm nghĩa trong lời nói của y, sự tín nhiệm Tống Hoài Minh đối với mình được quyết định bởi sự tín nhiệm của yên nhiên đối với mình, nghe ý tứ của câu này hình như bí thư Tống vẫn không tin mình lắm. Trương Dương biết nếu biểu hiện quá nhiều quyết tâm, ngược lại sẽ mang tới cho người ta cảm giác giấu đầu lòi đuôi, cho nên hắn lại quay về đề tai khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Tôi lần này tới đây là để đệ đơn xin lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu với chú, giờ xem ra đã không còn việc gì của tôi nữa rồi. Tống Hoài Minh nói, cũng không phải là không có việc của cậu, tình Lý chỉ muốn làm chuyện này chắc ăn hơn một chút, tỉnh trưởng Chu lần này tới Kinh Thành, một mục đích rất quan trọng trong đó chính là chuyện này, nếu cấp trên tỏ vẻ ủng hộ chuyện thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu, chuyện này trên cơ bản sẽ thành. Trương Dương nói: "Cơ sở kinh tế của Tân Hải bạc nhược, muốn trong khoảng thời gian ngắn phát triển được thì điều đầu tiên cần phải làm là đề thăng sức hấp dẫn của thành thị, cho nên tôi đã bỏ rất nhiều công sức trong việc thay đổi diện mạo thành tụ, có cây ngô đồng thì không lo không có phượng hoàng." Tống Hoài Minh mỉm cười nhìn Trương Dương, nhìn ra được Trương Dương hiện tại tinh thần rất hăng hái, từ trước tới nay, bắc cảng ở góc đông bắc bắc cảng chính là nơi khiến lãnh đạo các đời đau đầu nhất, y thật lòng hy vọng Trương Dương có thể giúp y làm ra thay đổi. Nói việc công xong, Trương Dương lại hỏi tới tình hình của Liễu Ngọc Oánh và Tiểu Canh Tân, Tống Hoài Minh nói, Tiểu Canh Tân bị ông bà ngoại mang về Bắc Nguyên rồi, gì Liễu của cậu gần đây rất bận. Trương Dương nhân cơ hội đề xuất lần này đi vội quá, không tới nhà chơi được. Tống Hoài Minh cười cười gật đầu, công tác quan trọng hơn, gần đây tôi cũng lắm việc, sợ ngay cả thời gian ăn cơm với cậu cũng không có. Chương 1530, khó tránh khỏi cô độc hai thân là bí thư tỉnh ủy, thời gian của Tống Hoài Minh là cực kỳ quý giá, Trương Dương cũng không dám ngồi lại lâu, ngồi được hơn nửa tiếng đồng hồ thì đứng dậy cáo từ. Sau khi Trương Dương rời khỏi văn phòng của Tống Hoài Minh thì trực tiếp đi thính công an tỉnh, hắn lần này tới là để tặng chút đồ cho Cao Liêm Minh, Cao Liêm Minh nghe nói hắn đến Đông Giang, đặc biệt mua chút đặc sản cho Cao Trọng Hòa, cha hắn. Ngàn dặm tặng lông ngống, quà nhẹ nhưng tình ý nặng, Cao Trọng Hòa cầm hải sâm mà Trương Dương mang tới, trong lòng không khỏi có chút kích động, hắn cảm khái, thằng ôn con này, trước đây bất kể là đi bao xa cũng chẳng bao giờ nhớ tới mua quà cho tôi, sao tới Tân Hải không ngờ lại đổi tính. Trương Dương cười nói, con người ta ai rồi cũng sẽ thay đổi, Liêm Minh rồi cũng phải lớn mà. Cao Trọng Hòa gật đầu, mỉm cười nói, Trương Dương, biểu hiện của nó ở bên đó thế nào, có mang tới phiền phức cho cậu không? Trương Dương lắc đầu nói, biểu hiện của hắn rất tốt, nếu nói tới tật xấu thì cũng chỉ có một. Cao Trọng Hòa nghiêng tai lắng nghe. Trương Dương nói, nhìn thấy nữ hài tử xinh đẹp là thần hồn điên đảo, sau khi đến đó cũng không chịu thôi, lúc nào cũng thả giết lầm còn hơn bỏ sót. Cao Trọng Hòa bật cười ha ha, y đương nhiên hiểu rõ con trai bởi vì gặp thất bại trong tình cảm mà bỏ tới Hong Kong, nếu thực sự đúng như Trương Dương nói thì chứng tỏ nó đã thoát khỏi ám ảnh tình cảm. Trương Dương nói, chú Cao yên tâm đi, liêm minh hiện tại đã kiên định hơn xưa nhiều. Cao Trọng Hòa tràn đầy cảm xúc nói, đứa nhỏ này trước giờ đều chỉ thông minh vật, chưa bao giờ gặp trắc trở, tôi bảo nó ở lại Tân Hải là muốn ma luyện nó. Trương Dương nói, chú Cao, tôi và Diễm Đông đã thương lượng rồi, Liêu Minh cứ ở trong hệ thống công an thì Thủy Trung không thể dùng được những gì đã học, ý tứ lúc ban đầu của tôi là để hắn rèn luyện ở cơ sở, chờ một đoạn thời gian thì tôi định cho hắn tới viện kiểm sát công tác. Cao Trọng Hòa nói, Trương Dương, cậu làm việc thì tôi tin tưởng, thằng ôn liêm minh này nghe lời cậu hơn, tôi cũng không muốn những gì mà nó học ở nước Mỹ bị hoang phế, nếu có thể dùng được kiến thức đã học thì đương nhiên là tốt nhất, chuyện trên thủ tục thì cậu không cần phải làm, cứ để tôi giải quyết. Trương Dương gật đầu, hắn uống ngụm trà rồi nói, chú Cao, tình huống chị An của Tân Hải rất kém cỏi, tôi và Diễm Đông định làm ra một số chỉnh đốn nhằm vào chuyện này. Cao Trọng Hòa nói, cứ phóng tay mà làm, tôi sẽ ủng hộ toàn lực các cậu. Trương Dương nói ra băn khoăn trong lòng, "Chú Cao, Tân Hải bởi vì có hoàn cảnh địa lý đặc thù, cho nên rất nhiều quyền lực không phân rõ được giới hạn, ví dụ như mảng buôn lậu, hải quan cũng quản, hệ thống công an cũng quản, về sau chỉ sợ sẽ có chỗ va chạm với nhau." Cao Trọng Hòa minh bạch ý tứ của hắn, lạnh lùng cười nói, "Nguyên tắc làm việc của tôi là đen chính là đen, trắng chính là trắng, không có dư địa để thỏa hiệp gì cả, xảy ra chuyện thì anh không quản, hắn không quản, chỉ có thể khiến tội ác hoành hành." về phần chúng ta ra tay trừng ác dương thiệt, xúc phạm tới lợi ích của người khác, người khác sẽ nói này nói nọ, cứ coi như hắn đang đánh giấm đi, vẫn là câu gió, chỉ cần các cậu giữ vững nguyên tắc, xảy ra bất kỳ chuyện gì tôi cũng sẽ gánh cho các cậu, có chuyện gì thì tôi sẽ giúp các cậu giải quyết. Thay tôi nói với Diễm Đông, cứ yên tâm lớn gan mà làm, vấn đề phía Bắc Cảng tôi sớm đã muốn giải quyết rồi. Nếu năm nay hiệu suất phạm tội của Tân Hải vẫn cứ cao không xuống thì cậu nói với Trình Diễm Đông, bảo hắn tự động từ chức đi. Lời nói của Cao Trọng Hòa không nghi ngờ gì nữa đã tặng cho Trương Dương một viên thuốc an thần. Trương Đại Quan Nhân lần này tới một là để thử thái độ của y, hai là để xin hắn ủng hộ. Tân Hải bên trên còn có Bắc Cảng, hắn và Trình Diễm Đông không thể lấy thúng úp voi. Hai người đang tích cực cố gắng sửa trị Tân Hải, nhưng trước khi bọn họ triển khai động tác lớn đầu tiên phải tìm được sự ủng hộ của Cao Tầng. Khi Trương Dương rời khỏi thính công an tỉnh, ở đại sảnh dưới lầu gặp được Cục trưởng Công an Loan Thắng Văn của khu Bạch Sa, loan thắng văn vẻ mặt tươi cười đi tới trương lão đệ trương dương cười nói loan cục loan cục nhân sinh hà sử bất tương phùng loan thắng văn nói tôi đến đây là chuyện rất bình thường cậu từ tân hải tới đây thì không dễ dàng gì trương dương cười nói tới đây đưa đồ cho cao thính loan thắng văn nói tôi vừa rồi có nghe nói tới chuyện của cậu trương đại quan nhân ra vẻ hồ đồ nói gì cơ loan thắng văn nói cậu lại đánh người ở bên ngoài bệnh viện nhân dân tỉnh đúng không trương dương nói loan cục à làm gì có chuyện đó loan thắng văn cười cười nghĩ thầm cậu lần nào tới đông giang cũng gây ra phiền phức cho tôi là sao trương đại quan nhân đoán rằng khẳng định có người báo cáo những việc mà mình làm với loan thắng văn loan thắng văn nói lão đệ à có phải gặp phiền toái hay không có cần tôi hỗ trợ không trương dương lắc đầu nói không có phiền toái gì cả, tự tôi có thể xử lý được. Loan Thắng Văn còn có việc phải làm, nói vài câu khách khí với Trương Dương ngồi vội vàng cáo từ. Trương Dương rời khỏi thính công an không lâu thì Kỳ Sơn liền gọi điện thoại tới, hỏi địa điểm của Trương Dương, bảo hắn chờ ở đó, không bao lâu sau liền nhìn thấy xe phê tần của Kỳ Sơn xuất hiện ở trước mặt. Trương Dương cúi đầu nhìn nhìn vào trong xe, phát hiện Vũ Ý và hai nữ hài tử đó không ở bên trong, có chút tò mò nói, bọn Vũ Ý đâu? Kỳ Sơn chờ Trương Dương ngồi vào rồi mới nói, tôi đã an bài chỗ ở cho họ rồi, người nhà của Tô Điềm buổi tối mới có thể tới đây, hai cô bé đều sợ lắm, vô ý phải ở cùng họ. Trương Dương không khỏi bật cười, hắn kể lại từ đầu đến cuối cho Kỳ Sơn. Kỳ Sơn cười nói, vụ ý này thật đúng là nhiệt tình quá. Trương Dương nói, chuyện này lỗi là ở cha của Tô Điềm, hắn say rượu lái xe, hơn nữa gây tai nạn rồi còn bỏ chạy khi sơn nói chuyện này tôi đã tìm hiểu rõ rồi Tô quảng thành đó làm sinh ý ban sỉ quần áo ở đông giang tối hôm qua bởi vì nghiệp vụ mà uống quá chén sáng sớm lại dậy đi đón con gái cho nên chưa tỉnh rượu đã lái xe tới nhà ga kết quả trên đường đâm phải một ông già hắn lúc đó sợ quá nên bỏ chạy nhưng từ tình huống hiện tại tìm hiểu lại thì cũng không bị tính là bỏ chạy hắn gọi điện thoại báo cảnh sát cũng gọi xe cứu thương chỉ chẳng qua là hắn sợ bị cha ra là hắn uống rượu lái xe cho nên chạy khỏi hiện trường trương dương nói vậy sao lại bị bắt sau đó hắn tự mình ra đầu thú trương dương nói coi như hắn có chút lương tâm kỳ sơn nói hai cô bé đó cũng rất đáng thương ngày mai còn tham gia phỏng vấn của học viện nghệ thuật hôm nay lại gặp phải loại chuyện này trương dương nói anh giúp người ta đi cơ hội học lôi phong làm việc tốt lần này nhường cho anh đấy kỳ sơn nói ông già bị thương tên là vương bình trăn cũng là cán bộ cấp ban đã về hưu Tên béo bị anh đánh hôm nay là cháu nội của ông ta, Vương Bằng, đám người đó đều là bạn của hắn, cả đám đều là hạng lông bông ngoài xã hội. Vốn là loại chuyện này trách nhiệm đều rất rõ ràng, phía gây chuyện chịu trách nhiệm chữa bệnh cho người bị hại, tính toán tất cả thì chỉ khoảng 10 vạn, nhưng Vương Bằng muốn nhân cơ hội vòi tiền, hắn đòi 50 vạn. Trương Dương cười nói, thằng ôn này cũng tham quá. Kỳ Sơn nói, chuyện này chúng ta đều là người ngoài, bồi thường cụ thể thì người nhà hai bên bàn với nhau nếu không phải vì vô ý thì chúng ta cũng không dính vào chuyện này. Trương Dương bật cười, tôi đúng là phục vô ý, đúng là làm phóng viên, cái gì cũng là chuyện của cô ta. Kỳ Sơn nói, còn không phải vậy ư, cô ta biết tôi và ban nhạc tỉnh quen nhau, bảo tôi giúp hai cô bé đó chuyện phóng vấn. Trương Dương nói, ban nhạc và có liên quan tới phỏng vấn của Học viện Nghệ thuật ư. Kỳ Sơn nói, anh không biết đấy tôi, ban nhạc có mấy vị lão sư của Học viện Nghệ thuật, Tuyết Quyên chính là một trong những giám khảo phỏng vấn đàn viêu lông. Trương đại quan nhân nghĩ thầm lần này Tô Điềm và Tiếu Y có thể nói là nhân họa đắc phúc rồi, hắn ngửa người ra sau, nói, Kỳ Sơn, chuyện này anh phí tâm rồi, tôi lần này tới Đông Giang có nhiều việc lắm. Kỳ Sơn cười nói, tôi biết, đúng rồi, anh đi đâu đây? Trương Dương nói, tôi muốn tới thăm bí thư cố. Kỳ Sơn nói, tôi vừa hay cũng phải tới chùa Thu Hà. Trương Dương rời khỏi Đông Giang đã được một đoạn thời gian khá dài, hắn và Kỳ Sơn cùng tới Chùa Thu Hà, công trường Chùa Thu Hà vẫn đang được xây dựng hừng hực khí thế, từ tình trạng của công trường đã có thể thấy được quy mô sau khi xây xong. Trương Dương ở trước công trường xây dựng tượng Phật Đồng tìm thấy Hòa Thượng Tam Bảo, Tam Bảo đang cầm một cái điện thoại di động, ưỡn bụng đứng ở chỗ cao của công trường lớn tiếng nói gì đó. Thần thái giống như là một doanh nhân thành đạt, Trương Đại Quan Nhân bực lắm, một người tu Phật mà khí chất của con buôn trên người càng ngày càng nặng. Hòa thượng Tam Bảo một tay cầm điện thoại một tay chống nạnh, đi qua đi lại, nói cả nửa ngày mới xong, y cúi đầu nhìn thấy Trương Dương và Kỳ Phong phía dưới, thằng cha này mắt sáng lên, mắt lập tức hít lại thành đường chỉ, vui vẻ chạy đến trước mặt hai người, cung kính nói, bí thư Trương, ngài đến thăm tôi à? Trương 1531, khó tránh khỏi cô độc ba. Trương Dương nói, không phải thăm ông, Tôi đến xem tình huống xây dựng của chùa Thu Hà. Tam Bảo cung kính dẫn đường cho Trương Dương, xây dựng rất thuận lợi, ít nhiều nhờ công tác của Bí Thư Trương năm ngoái. Thằng cha này nói xong nhìn nhìn Kỳ Sơn rồi bổ sung, cũng ít nhiều có sự viện trợ vô tư của Kỳ Tổng. Kỳ Sơn nói công trình kỳ 1 của chùa cuối năm có thể hoàn công không? Tam Bảo gật đầu nói, nếu tất cả thuận lợi thì chắc có thể hoàn công. Kỳ Sơn nói, tôi đã cho người ở miến diện chế tác một pho tượng Phật Ngọc cho chùa Thu Hà rồi, cuối năm khi hoàn công kỳ một, tôi sẽ đưa về chùa cung dưỡng. Tam bảo nghe vậy thì vui mừng quá đỗi, Kỳ Tổng thật sự là công đức vô lượng. Trương Dương nói, có tiền tốt thật. Kỳ Sơn cười nói, tôi sao nghe câu này của anh giống như là đang chế nhạo tôi vậy nhỉ? Trương Dương cười cười không nói gì, Tam Bảo vốn định mời bọn họ tới văn phòng chỉ huy ngồi, nhưng Trương Dương nhìn thấy một cánh cửa nhỏ ở hậu viện đang mở, có chút tò mò nói, bên trong là gì vậy? Tam Bảo nói, đều là một số đồ cổ siêu tập được từ xung quanh, đa đa số là phế tích của Chùa Thu Hà, cũng có tượng Phật và Thạch Điêu mà người dân chung quanh và khách hành hương đưa tới, đa số đều là của Chùa Thu Hà, giáo thủ tần đang dẫn người sửa sang lại ở trong. Trương Dương nghe nói tần truyền lương ở bên trong, đương nhiên phải qua thăm, tần truyền lương cũng là nhạc phụ đại nhân trên thực tế của hắn. Kỳ Sơn không đi theo, cùng Tam Bảo tới văn phòng uống trà, thuận tiện nói chuyện vấn đề an trí Phật Ngọc. Trương Dương tới hậu viện, nhìn thấy Tần Truyền Lương đang cùng mấy lão giả chính lý lại văn vật bên trong, khiến Trương Dương không ngờ là cố doãn chi cũng ở trong đó. Tần Truyền Lương đang rửa sạch một pho tượng Phật bằng đá, vẻ mặt của ông ta cực kỳ chuyên chú, Trương Đại Quan Nhân không tiện quấy giày, trước tiên đi cố doãn chi bên cạnh cố doãn chi, nói khẽ cha, Cố Doãn Chi đang khắc chữ trên một tấm bia đá, nhìn thấy Trương Dương tới, không khỏi tươi cười rạng rỡ, Trương Dương. Tới lúc nào vậy? Trương Dương cười nói, đến tỉnh Lý bàn chút chuyện. Cố Doãn Chi không ngừng công tác, Trương Dương giúp y mở giấy tuyên thành, chờ Cố Doãn Chi làm xong, mới dừng tay nói, gần đây thu thập sửa sang lại hơn 500 tấm bia đá, lượng công việc quá lớn, tôi dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, tới đây giúp Lão Tần, thuận tiện học tập một số tri thức về văn vật và đồ sứ, sau khi khắc những tấm bia này, quay về biện nhận và tu sửa lại. Trương Dương gật đầu, cố doãn chi vốn rất thích đồ sứ cổ, chuyện trên phương diện này y có hứng thú cũng là rất bình thường. Tần truyền lương ở bên kia cũng đã làm xong việc của mình, đi tới nói, Trương Dương, đến Đông Giang rồi à? Trương Dương cười nói, vừa nghe thấy hai người đang ở đây, cho nên tới thăm. Tần truyền lương cởi găng tay, đi tới ao rửa tay rồi nói, tới nhà ăn đi, thức ăn ở đó làm không tồi đâu cố doãn chi cười nói chỉ sợ trương dương không ăn thịt thì không chịu được trương dương nói trên quan trường cả ngày thịt cá tôi thực sự ăn chán rồi hiện tại đang ăn thanh đạm cố doãn chi nói cho nên nói cơm của nhà quan không dễ ăn cả ngày thịt cá không biết bao nhiêu người bởi vậy mà bị cao huyết áp tần truyền lương cười nói trương dương khỏe lắm ăn gì cũng không sao mấy người vốn định tới căn tin nhưng không ngờ tam bảo đã chuẩn bị tốt đặt bàn ăn ở ngay dưới mái che nắng bảo đầu bếp tới làm tổ yến, Kỳ Sơn vốn định giữ ở lại ăn cơm, nhưng vô ý lại gọi điện thoại tới bảo hắn đi, hắn chỉ đành cáo từ. Đầu bếp này cũng là một tăng nhân, từ nhỏ đã xuất ra ở chùa Nam Lâm, kể ra còn là sư huynh đệ của Tam Bảo, sau khi Tam Bảo cùng tuệ không pháp sư tới đây, cũng dẫn cả y theo. Bởi vì là chiêu đãi khách quý, tất nhiên phải bỏ sức, 10 món ăn chay, 4 lạnh tám nóng, món nào cũng tinh mỹ, trương đại quan nhân khen không dứt miệng, đồng thời cũng không quên thẩm oán tam bảo có chút lãng phí tam bảo cười nói nguyên liệu nấu ăn đa số đều là tôi trồng ở sau núi đậu hủ cũng là sư huynh của tôi tự mình chế tác tần truyền lương cảm thán nói hiện tại cơm ở bên ngoài càng lúc càng không thể ăn nổi đại khái là dùng quá nhiều phân hóa học và nông dược sản lượng tăng lên nhưng hương vị cũng thay đổi cố doãn chi tràn đầy đồng cảm nói phương diện sản xuất nông nghiệp cũng không thể chỉ cầu sản lượng được cũng phải bỏ sức ở phương diện chất lượng Giờ là buổi trưa nên không ai uống rượu, sau khi ăn cơm xong, Trương Dương cùng Cố Doãn Chi trở về biệt thự bên hồ Thu Hà của y, Cố Doãn Chi hỏi Trương Dương về chuyện công tác. Trương Dương nói lại những hành động của mình sau khi tới Tân Hải, Cố Doãn Chi nghe nói Trương Dương đang xin thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở Tân Hải, cũng tỏ ý công nhận ý tưởng này của hắn, Cố Doãn Chi nói kinh tế Nam Bắc Bình Hải phát triển không cân đối, nguyên nhân căn bản, Bắc Bộ Bình Hải thiếu một điểm nóng kinh tế, sau khi cải cách mở cửa sự phát triển cao của Lam Sơn kéo theo sự phát triển chỉnh thể của Nam Bộ Bình Hải, cũng thay đổi vận mệnh kinh tế của Bình Hải, lúc ấy tôi đã phạm sai lầm trên công tác. Chính sách quá nghiêng về thành thị Nam Bộ, cho nên mới tạo thành sự không cân đối trước mắt. Hiện tại muốn rút ngắn cách biệt thì lại cật lực hơn nhiều. Trương Dương mỉm cười nói, thật ra trước khi cha về hưu cũng đã làm rất nhiều công tác cho Bắc Bộ, hiện tại Giang Thành đã phát triển không tồi. Cô Doãn Chi cười nói, tôi là người chứ không phải thần, trên công tác cũng phải có sai lầm trương dương nói cha cha có quen tiết lão không cố doãn chi không biết hắn vì sao đột nhiên hỏi tới chuyện này y gật đầu nói tôi từng công tác bên cạnh tiết lão trương dương nói tiết lão là người như thế nào cố doãn chi nói tiết lão là người ân oán rõ ràng rất quyết đoán trương dương nói đoạn thời gian trước khi con tới kinh thành có đi lại với tiết lão tiết lão tháng sau còn muốn tới bắc cảng làm khách Cố Doãn Chi không biết nội tình, y cho rằng nguyên nhân là Tiết Lão tới Bắc Cảng là vì hạng thành. Cố Doãn Chi nói, trong hạo kiếp 10 năm, Tiết Lão gặp phiền toái rất lớn, lúc ấy là hạng thành cố gắng áp lực bảo vệ cho ông ta. Có thể nói không có hạng thành thì Tiết Lão không có đông sơn tái khởi ngày sau, cho nên Tiết Lão luôn coi hạng thành là ân nhân. Y ý, ý vị thâm trường nhìn Trương Dương, quan hệ giữa cậu và hạng thành như thế nào? Trương Dương nói, vẫn ổn, có điều lý niệm chính trị của hạng thành và con bất đồng, từng xảy ra một số va chạm. Cố Doãn Chi nói, năng lực chấp chính của hạng thành rất bình thường, Bắc Cảng mấy năm nay kinh tế phát triển lạc hậu, có quan hệ trực tiếp tới bí thư thị ủy là y, có điều tiết lão rất coi trọng y. Trương Dương từ tia lời en trong của Cố Doãn Chi nghe ra ý ngầm, nếu không có tiết lão che chở cho hạng thành, chỉ sợ y sớm đã bị kéo xuống rồi. Trương Dương cùng Cố Doãn Chi trở lại biệt thự, hắn đầu tiên tới cúng mộ Cố Giai Đồng một chút, từ lúc ở Hán Thành thoáng thấy hình bóng của Cố Giai Đồng, tâm tình của Trương Đại Quan Nhân Thủy Trung không thể bình tĩnh nổi, hắn cho rằng Cố Gia Đồng 89 phần 10 vẫn sống, nhưng hắn lại không rõ vì sao Cố Gia Đồng không đến tìm hắn. Chẳng lẽ cô ta thực sự có thể quên được đoạn tình cảm khắc cốt minh tâm của bọn họ ư? Có thể quên được cha của cô ta, người nhà của cô ta ư? Cố Doãn Chi không nghi ngờ gì nữa là một người mạnh mẽ hiếm thấy, dưới tình huống mất đi con gái, con trai lại nhiều lần khiến y thất vọng nhưng vẫn có thể bảo trì được bình tĩnh, trên thế giới này người có thể làm được như vậy không nhiều. Biệt thự to như vậy nhưng trừ Cố Doãn Chi ra thì không còn ai khác ở, bảo mẫu gần đây cũng nghỉ phép, Cố Dưỡng Dưỡng tới Hoàng Sơn vẽ vật thực, Trương Dương có thể cảm nhận được sự cô độc của Cố Doãn Chi, chẳng trách ghi tới công trường chùa Thu Hà giúp đỡ. Cố Doãn Chi pha ấm trà, gọi Trương Dương tới cùng uống, Trương Dương nhớ tới chuyện Cố Dưỡng Dưỡng lúc trước nhờ mình, giả bộ vô tình nhắc tới Cố Minh Kiệt cha gần đây có gặp minh kiện không cố doãn chi cười cười đổi thành trước đây nghe thấy tên con trai y sẽ tức giận nhưng hiện tại chỉ còn lại sự bi ai nổ kỳ bất tranh ai kỳ bất hạch cố doãn chi đã hoàn toàn đánh mất lòng tin đối với đưa con trai mà y từng ký thác kỳ vọng rất lớn y cảm thán nói tết âm lịch nó có về nhưng bị tôi đuổi ra ngoài trương dương nói chuyện đã trôi qua lâu rồi con thấy cha đừng để trong lòng nữa cố doãn chi nói chuyện khác thì tôi có thể tha thứ cho nó nhưng nó không ngờ lại đối đãi với tâm huyết của giai đồng như vậy, còn suýt nữa hại chết dưỡng dưỡng, một kẻ vô liêm sỉ như vậy sao có thể không khiến tôi thất vọng. Trương Dương uống ngụm trà rồi nói cha, cha không phải thường nói, người trẻ tuổi khó tránh khỏi phạm sai lầm ư. Cô Doãn Chi nói, vấn đề là nó sai quá nhiều, không nhắc tới nó nữa, để tránh tôi thêm bực. Trương Dương cười nói, thôi thì không nhắc nữa, cha, cha dành thời gian tới Tân Hải chơi đi, tiết lão tháng sau cũng tới, con an bài cho hai người gặp nhau. Cố Doãn Chi gật đầu nói, được, cái tôi giờ thừa nhất chính là thời gian. Trương Dương Hàn Huyên với Cố Doãn Chi cả một buổi chiều, cho tới tận 5 giờ mới đi, ở ven hồ Thu Hà bắt xe cũng không dễ, Trương Dương đi dọc theo đường hồ tới đường cái đứng, rồi gọi điện thoại cho Tần Thanh, nơi này cách bộ chỉ huy xây dựng nội thành mới không xa, vừa hay có thể bảo Tần Thanh tới đây đón hắn. Trương 1532, khó tránh khỏi cô độc 4 nhưng tần thanh đang họp ở thị lý nghe nói hắn tới thì cũng rất vui nhưng lúc này không thể đi đón hắn được bảo hắn gọi người khác trương dương gác điện thoại đang nghĩ xem nên gọi ai đón mình thì một chiếc xe audi màu đen chậm rãi đi tới cạnh hắn cửa kính xe hạ xuống lộ ra một khuôn mặt quen thuộc trương dương không ngờ lại ở chỗ này gặp cố minh kiện cố minh kiện gật đầu với hắn nói đi đâu tôi chở anh đi quan hệ giữa hai người cũng trải qua khúc chiết sau khi Cố Minh Kiện khiến cho nhà máy dược Giang thành rối tinh rối mù, quan hệ của gã Trương Dương cũng xấu đến cực điểm. Trương Đại Quan Nhân thấy trên thế giới này thật sự là rất nhiều chuyện trùng hợp, mình buổi chiều vừa mới nhắc đến gã với Cố Doãn Chi, không ngờ Cố Minh Kiện lúc này lại xuất hiện trước mắt mình. Trương Đại Quan Nhân thật sự là không có bao nhiêu thiện cảm với cậu em vợ này, cũng khó trách chuyện Cố Minh Kiện làm khiến người chung quanh thất vọng thật sự quá nhiều. Có điều Trương Dương vẫn mở cửa xe ngồi vào, cố minh kiện rậm ga nói đi đâu trương dương nói đưa tôi tới nhà khách nhân dân tỉnh cố minh kiện nói gần đây tôi vẫn luôn ở đông giang trương dương nói nếu ở đông giang thì vì sao không quay về thăm cha cố minh kiện thở dài tay gã gõ lên vô lăng tôi không có mặt mũi nào gặp ông ấy trương dương nói không thể trốn tránh cả đời được đâu cố minh kiện nói tết âm lịch dưỡng dưỡng muốn giúp chúng tôi hàn gắn nhưng tôi bị ông ấy đuổi đi trương dương không nói gì cố minh kiện nói tôi không trách ông ấy không trách một chút nào cả chuyện này là do tôi làm sai tôi nên gánh hậu quả trương dương nói xem ra anh gần đây cũng không tệ lắm cố minh kiện nói cùng nhận một công trình đường cao tốc với bạn cũng kiếm được ít tiền lần này tới đông giang bỏ thầu cao vùng ven sông đã bận rộn hơn một tháng rồi có điều xem ra không có hy vọng trương dương nói làm ăn là vậy đó có lời có lỗ, không ai mãi mãi thuật lợi được, không thể ăn một miếng là no mà. Cố Minh Kiện biết Trương Dương đang giáo huấn mình, gã cười nói, tôi hiện tại hiểu hết rồi, trên đời không phải mỗi một con vịt đều có thể trở thành thiên nga, thật ra an phận làm một con vịt cũng được, bơi trong trời đất thuộc về mình, cứ tạo cho mình áp lực quá lớn làm gì. Nhân sinh vốn không được bao lâu, việc gì phải sống một cách mệt mỏi. Trương Dương có chút tò mò nhìn gã thực sự không tin những lời này là từ trong miệng của gã nói ra. Ô tô đã lái vào trong thành phố, Cố Minh Kiện nói, cùng nhau ăn bữa cơm đi, tôi gần đây rất buồn, muốn tìm bằng hữu trò chuyện. Nói tới đây, gã dừng lại, nhìn Trương Dương một cái rồi nói, nếu anh còn coi tôi như bằng hữu. Trương Dương nói, anh tuy rằng lớn tuổi hơi tôi, nhưng tôi lại coi anh như em trai của mình. Cố Minh Kiện lộ ra nụ cười bất đắc dĩ Trương Dương quan hệ của Trương Dương và chị gái gã gã biết rất rõ, những lời này của trương dương cũng không quá phận những lời này đã nhắc nhở gã sở dĩ hắn vẫn chiếu cố và dễ dàng tha thứ cho gã đó là bởi vì nể mặt cố dai đồng đồng thời cũng chứng tỏ hắn không coi gã là bạn cố minh kiện dưa trương dương nhà khách chính phủ tỉnh hai người ở nhà găn gọi vài món thức ăn cố minh kiện cầm chén rượu lên nói trương dương rượu này tôi xin lỗi anh anh giúp tôi nhiều như vậy nhưng tôi lại lấy oán trả ơn tôi xin lỗi anh trương dương nói lời này nặng quá rồi đó minh kiện tôi ban đầu giúp anh vì chúng ta là bạn bè nhưng về sau tôi giúp anh vì giai đồng và bởi vì cha anh tôi không muốn bọn họ thương tâm anh nên hiểu rõ bọn họ ký thác rất nhiều kỳ vọng vào anh cố minh kiện thở dài uống cạn chén đó rồi nói kỳ vọng càng lớn thì thất vọng cũng lại càng lớn giờ ngẫm lại mấy năm nay tôi thực sự không làm ra chuyện gì khiến họ vinh quang chuyện nhà máy dược giang thành tôi tuy rằng là bị người khác mê hoặc nhưng lại không phải không có không liên quan gì tới cái tính chỉ vì cái trước mắt của bản thân tôi lúc trước tôi nhìn thấy dưỡng dưỡng bị thương tôi lại bỏ mặc mà đi tôi không phải là người mỗi khi nhớ tới chuyện này tôi hối hận chỉ muốn bóp chết mình mắt cố minh kiện đỏ lên chuyện lần trước đối với hắn mà nói là một lần đả kích sâu sắc chính là bắt đầu từ chuyện đó gã tiến hành kiểm điểm lại mình trương dương nói anh có thể nhận rõ sai lầm của mình đã là rất khó rồi anh còn trẻ còn có nhiều cơ hội Cố Minh Kiện nói, tôi lo cha tôi cả đời cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Trương Dương lắc đầu nói, thật ra người quan tâm anh nhất thủy chung vẫn là ông ấy, tôi buổi chiều hôm nay nói chuyện phiếm với ông ấy cũng có thể nhìn ra, ông ấy tuy rằng giận anh, nhưng vẫn quan tâm anh. Cố Minh Kiện nói, là tôi có lỗi với ông ấy. Trương Dương nói, ông ấy sắp 70 rồi, hôm nay tôi nhìn thấy ông ấy chỉ có một mình, mà người lớn tuổi sợ nhất chính là cô độc sự hiếu kinh của người làm con chưa chắc đã là làm ra sự nghiệp bao lớn, mà là có thể thường xuyên ở bên cha mẹ, cho dù là nói chuyện cùng cũng được. Cố Minh Kiện gật đầu thật mạnh, gã nói khẽ trương dương, tôi thề, tôi sẽ cố gắng làm, tôi nhất định phải phải có được sự tha thứ của người nhà. Trương đại quan nhân đối với Cố Minh Kiện cũng không có lòng tin lắm, dù sao thằng cha này trước đây cũng làm quá nhiều việc xấu, hắn cầm chén rượu lên, nói, nói không bằng làm. Trên mặt Cố Minh Kiện bất giác có chút nóng lên, hắn biết chuyện mình làm sai quả thật quá nhiều, muốn giành lại lòng tin của người khác là rất khó. Gật đầu bảo, anh nói không sai, gã nhớ tới một chuyện, đúng rồi, Trương Dương, anh tin trên đời này có người giống nhau như đúc không? Trương Dương hơi ngẩn ra, không biết gã đột nhiên hỏi như vậy, có chút mê hoặc nhìn gã. Cố Minh Kiện nói, một tháng trước, tôi trong một lần họp ở Hỗ Hải, trùng hợp gặp một nữ nhân, bộ dạng của cô ta cơ hồ giống nhau như đúc với chị của tôi trương đại quan nhân nghe gã nói như vậy không nén được sự kích động trong lòng anh nói gì cơ cố minh kiện nói cô ta là người nhật bản tên là nguyên hòa hạnh tử là thương nhân nhật bản trương dương nói rốt cuộc là sao vậy hắn liên tưởng tới cảnh mình gặp ở hán thành đối với thân phận của nguyên hòa hạnh tử này cũng tràn ngập tò mò cố minh kiện nói lúc ấy tôi còn đặc biệt chụp ảnh cô ta bởi vì khoảng cách khá xa nên không rõ lắm gã mở ví lấy ảnh trong đó ra Trương Dương cầm lấy ảnh, tuy rằng ảnh chụp không rõ lắm, nhưng Trương Dương vẫn liếc một cái liền nhận ra, nữ nhân trong ảnh là cố giai đồng, quả thực là giống hệt cố giai đồng, có điều cô ta mặc kimono Nhật Bản. Cố Minh Kiện nói, ban đầu tôi nhận định cô ta là chị gái của tôi, tôi đi tới nói chuyện với cô ta, mới phát hiện giọng nói cô ta có chút bất đồng với chị của tôi, diện mạo cũng có một chút bất đồng rất nhỏ. Trương Dương nói, anh có các liên hệ với cô ta hay không? cố minh kiện lắc đầu nói chỉ ngẫu nhiên gặp nhau trọng tâm sinh ý của cô ta cũng không phải ở quốc gia chúng ta tôi nói chuyện với cô ta rằng cô ta rất giống chị tôi nhưng biểu hiện của cô ta không có gì khác thường cô ta còn nói với tôi rằng đây là lần đầu tiên cô ta tới trung quốc trương dương nói cô ta biết nói tiếng trung cố minh kiện nói tiếng trung rất tốt có điều cô ta nói giọng đài loan tiếng phổ thông của chị tôi rất sói cũng không giống với giọng của cô ta trương dương nhíu mày nói khẽ chuyện này anh có nói với cha anh chưa? Cố Minh Kiện lắc đầu nói, cô ta cũng không phải là chị của tôi, tôi nói với cha tôi chẳng phải khiến ông ấy càng buồn hơn ư, tôi cũng không nói với dưỡng dưỡng. Trương Dương tin Cố Minh Kiện lần này không nói dối, gã cũng không cần phải lừa mình, xem ra nguyên hòa hạnh tử này chính là người mà hắn gặp ở Hán Thành, cho tới giờ, Trương Dương vẫn không tin Cố Giai Đồng đã chết. Cái này có liên quan tới hắn ở sông Niagara không tìm được thi thể của cố Giai Đồng, thời gian lâu như vậy rồi, sống không thấy người, chết không thấy xác, giờ đột nhiên xuất hiện nguyên hòa hạnh tử khiến trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một tia hy vọng. Chương 1533, Hổ Lang 1. Trương Dương không nói với Cố Minh Kiện những gì mà mình thấy ở Nam Triều Tiên, hai người nói tới đây thì vô ý gọi điện thoại tới, lại là phía bệnh viện đã xảy ra chuyện, người nhà Tô Điềm của chạy tới Đông Giang, tiến hành bàn bạc bồi thường với người nhà của người bị thương. Trong lúc đàm phán một tiếng không hợp, người nhà của người bị thương dẫn người tới đánh người nhà của Tô Điềm, ngay cả tiểu cô nương Tô Điềm đó cũng bị thương. Trương Dương nghe đến đây thì bực lắm, tên béo đó sáng sớm bị mình đánh cho một trận, hiện tại lại chút giận lên người nhà của Tô Điềm. Trương Đại Quan Nhân vốn cho rằng chuyện này khi người của Tô ra đến thì sẽ xong, nhưng không ngờ chuyện càng trở nên phức tạp hơn, hắn nói một tiếng với Cố Minh Kiện rồi ra khỏi cửa trực tiếp tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Trương Dương chạy đến phòng cấp cứu thì tìm được vũ ý, nhìn thấy trên đầu vũ ý cũng quấn băng, thì ra khi hai bên đánh nhau, cô ta muốn khuyên can, kết quả bị người ta đẩy đập đầu vào tường. Trương Dương nhìn thấy bộ dạng của cô ta thì vừa đồng tình lại vừa có chút buồn cười, cô bé này chuyên xen vào việc của người khác, lần này thì tự rước lấy họa rồi. Vũ ý tức giận nói, người nhà họ vương đó rất không phân rõ phải trái, đang nói chuyện thì bỗng nhiên có hơn 10 người lao vào, dánh mẹ và chú của tôi điềm, tôi tới khuyên can thì đẩy tôi va vào tường, Tô Điềm cũng bị bọn họ đả thương, trước mắt đang ở trong phòng quan sát. Trương Dương nói, Kỳ Sơn đâu? Hắn cũng không phải muốn trốn tránh, mà là cảm thấy có chút kỳ quái, chuyện này không phải giao cho Kỳ Sơn xử lý ư, hắn chạy đi đâu rồi? Vũ Ý nói, còn nói nữa à, hai người các anh chẳng có nghĩa khí gì cả, anh thì cả ngày không thấy đâu, Kỳ Sơn cũng chỉ lộ mặt mấy lần, thấy người của Tô ra tới rồi thì anh ta đi ngay, vừa xảy ra chuyện, tôi gọi điện thì không ngờ lại tắt máy, anh nói xem có tức không. Trương Dương nghĩ thầm cũng chẳng trách được Kỳ Sơn, dù sao người nhà họ Tô cũng tới rồi, chuyện cuối cùng vẫn là giao cho người ta tự mình xử lý, không thể nào bắt người ngoài như bọn họ nhúng tay vào tới cùng được. Có điều nhìn thế cục trước mắt, không nhúng vào cũng không được rồi, cái khác không nói, Vũ ý là bạn của bọn họ, hiện tại tự dưng bị đánh, không thể nào ngồi yên không ngó ngàng cho được. Trương Dương đi tới phòng quan sát thăm Tô Điềm, cô bé bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, Tiểu Y cũng bị thương, bởi vì bảo vệ Tô Điềm nên bị ngã gãy xương tay. Trương đại quan nhân nhìn thấy cảnh này thì lập tức phát hỏa, đám lưu manh xã hội đó ngay cả chuẩn tắc làm người tối thiểu cũng không có, không ngờ lại đánh hai cô bé thành thế này, Tô Điềm chỉ khóc, chú và mẹ của cô ta cũng bị đánh rất nặng, trước mắt đang ở phòng quan sát trị liệu. Trương Dương nói với Vô Ý, đã báo cảnh sát chưa? Vô Ý gật đầu nói, báo rồi, có điều bọn chúng đều chạy thoát. Trương Dương nói, thôi được, chuyện này tôi sẽ không tha cho chúng đâu. Trương Dương đi ra khỏi phòng quan sát, trước tiên gọi điện thoại cho Cục trưởng Công an khu Bạch Sa Loan Thắng Văn, yêu cầu Loan Thắng Văn chú ý chuyện này. Trương Dương cũng không phải là bắn tiếng đe dọa, hắn nói với Loan Thắng Văn, người bị đánh còn có cả vũ ý, anh chắc biết chứ, nữ phóng viên năm ngoái bởi vì chuyện khách sạn Tuệ Nguyên mà bị đánh đó, lão gia tử của cô ta là bí thư vũ của Tổng cục Quảng Điện. Loan Thắng Văn vừa nghe thấy vậy thì có chút to đầu, Trương Dương à, vô ý sao lại bị đánh. Trương Dương nói tính chất công tác của người làm phóng viên vốn rất phiêu lưu, hơn nữa cô bé đó bản thân cũng có chút đa sự. Loan Thắng Văn thở dài, cậu yên tâm đi, chuyện này tôi biết rồi, lập tức sẽ phái người đi làm. Trương Dương trước giờ luôn thiếu lòng tin với hiệu suất công tác của công an, hắn gác điện thoại, trở lại bên cạnh vô ý, hỏi tình huống của phía vương gia. Vũ Ý nói, thái độ của người nhà đó rất hung hăng, một mực chối rằng không liên quan gì tới việc đánh người, dù sao người nhà bọn họ cũng không động thủ, tên béo vương bằng đó cũng không biết đã đi đâu. Lúc này Kỳ Sơn cũng nghe tin chạy đến, Vũ Ý vẫn giận Kỳ Sơn, chừng mắt lườm hắn một cái rồi nói, tôi coi như đã nhìn rõ các anh là loại bạn gì rồi, toàn là bạn bè rượu thịt, lúc ăn cơm uống rượu thì ai nấy chạy đến nhanh lắm, đến khi thật sự xảy ra chuyện thì chả thấy mặt ai. Kỳ Sơn biết cô ta ủy khuất mà không có chỗ phát tiết, tất nhiên cũng không so đo với cô ta, chờ vũ ý phát tiết xong rồi Kỳ Sơn và Trương Dương cùng nhau đi ra ngoài, Kỳ Sơn nói, sao lại ra nông nỗi này? Trương Dương nói, anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Chuyện không phải là giao cho anh xử lý ư, anh còn giảm bảo là sẽ xử lý tốt chuyện này, nhưng kết quả là đầu vũ ý sưng như cái bánh bao. Kỳ Sơn nghe Trương Dương nói như vậy, không nhịn được liền bật cười. Trương Dương nói, anh còn cười nữa à, anh có lòng đồng tình không hả? nói tới đây chính hắn cũng không nhịn được liền bật cười. Vũ ý cả ngày xen vào việc của người khác, lần này gặp phải báo ứng. Có điều hai người bọn họ cũng không vui sướng khi người ta gặp họa, cười thì cười nhưng đối với dám người vương bằng đó thì khá là căm tức. Kỳ Sơn nói, gốc gác của đám người này tôi đã hỏi qua rồi, bình thường đều là một đám lưu manh lăn lộ ở phía đường Phụ Thành, cũng chẳng có bối cảnh gì cả, tên cầm đầu chính là Vương Bằng, cháu của người bị thương, vốn định mượn chuyện này để kiếm một mớ, nhưng lại bị anh đánh cho một trận, cho nên ghi hận trong lòng, tôi thấy bọn họ đánh người, có 89 phần 10 là tính khoản nợ đó lên đầu người nhà họ Tô. Trương Dương nói, thì ra là chuyện do tôi gây ra. Trong lòng hắn cũng hiểu chuyện này có liên quan tới mình. Hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó, anh biết chỗ của chúng không? Kỳ Sơn nói, tìm đám người này cũng không khó. Trương Dương từ trong ánh mắt của Kỳ Sơn hiểu ra gì đó, gật đầu nói, đi, dẫn tôi đi tìm chúng tôi phải chúc giận cho mấy cô gái đó sau khi đám lưu manh này đánh người của tô ra thì đường ai nấy đi vương bằng không trực tiếp tham dự vào vụ đánh người nhưng chuyện này hắn là người tổ chức trước mắt đang ở quán game gần giường phụ thành trương dương và kỳ sơn sóng vài bước vào trong quán game khói thuốc mờ mịt nhìn thấy vương bằng ở trong góc giang vừa chơi vừa hút thuốc miệng còn hùng hùng hổ hổ nói gì đó bên cạnh hắn là một cô gái tóc xanh tóc đỏ kỳ sơn và trương dương nhìn nhau cười trương dương đi tới Vương Bằng vô cùng thông minh, không đợi Trương Dương đi vào thì gã đã nhận ra gã, hắn đứng bật dậy, chạy thục mạng bằng cửa sau, đừng nhìn thằng Ôn này người cao và béo, nhưng tốc độ chạy đúng là tuyệt nhanh. Trương Dương nói, đứng lại cho tao, hắn đuổi theo. Vương Bằng chạy đang hăng thì nhìn thấy Kỳ Sơn ở phía trước trong tay cầm một bình chữa cháy chặn ở cửa sau, Vương Bằng quay đầu lại chạy lên trên tầng. Trương Dương thật sự không ngờ thằng Ôn này béo như vậy nhưng thân thủ lại linh hoạt đến thế. Hắn đang chuẩn bị đuổi theo thì cô gái đi theo Vương Bằng tóm lấy tay hắn, há miệng định cắn. Trương Đại Quan Nhân không tránh, nội lực trong khoảnh khắc đã che kín cả cánh tay, cô em đó cắn tới, giống như là cắn vào gậy sắt, rắc một tiếng, không làm bị thương Trương Dương mà ngược lại gãy nửa cái răng cửa, há miệng hét toáng lên vì đau. Trương Dương đẩy cô ta ra, bước nhanh lên cầu thang đuổi theo. Kỳ Sơn đi ra bên ngoài chặn đường. Vương Bằng đã mở cửa dẫn ra ban công men theo con đường nhỏ chạy thuộc mạng về phía trước. hắn vừa chạy vừa nhìn ra sau, lại thấy trương dương đã đuổi tới. lúc này vương bằng chỉ hận sao cha mẹ chỉ cho mình có hai cái chân. phía trước đã là đoạn cuối của ban công, hắn cắn răng từ trên ban công nhảy xuống, hạ xuống nóc nhà đối diện, không ít gạch ngói đã bị hắn phá hỏng. trương đại quan nhân cười nói: tao xem mày có thể chạy đi đâu được. chạy được một đoạn, thể lực của vương bằng đã tiêu hao rất nhiều, gã thở hổn hển chạy về phía trước không ngờ lại tung người nhảy qua được một khoảng cách rộng chừng 2 mét ở phía trước, rơi xuống một nóc nhà khác. Tố chất sức khỏe của thằng ôn này không tồi, chỉ đáng tiếc là người thực sự quá béo, ít nhiều vẫn ảnh hưởng tới hành động của gã. Trương đại quan nhân thản nhiên đuổi theo phía sau, từ dưới chân tóm lấy một mảnh ngói bị vương bằng đạp vỡ, nhắm thẳng vào đùi sau của gã rồi ném ra, thằng ôn này từ trên nóc nhà lăn xuống, thân thể béo múp pha lên đầu cửa bên dưới, sau đó thì nặng nề ngã lên mặt đấy lầy lội kỳ sơn ở phía đó cũng đã chạy tới trước mặt gã nhấc chân lên đá vào bụng vương bằng vương bằng đau đớn ôm bụng kêu thảm thiết trương dương cũng từ trên nóc nhà nhảy xuống tóm lấy cổ áo của vương bằng đấm thẳng một cú vào mặt gã khiến cho mặt vương bằng đầy máu vương bằng hét lên đừng đánh nữa tôi con mẹ nó có trêu gì anh đâu trương dương nói đàn ông đàn an có biết xấu hổ không hả đi bắt nạt một cô gái nhỏ tao hôm nay phế mày vương bằng hét váng lên đừng đánh đừng đánh, tôi đền tiền. Thằng ôn này không chịu được đòn, mới ăn một quyền đã vội nhận lỗi. Trương Dương đẩy hắn ngã xuống đất, lúc này một giọng nữ vang lên, mấy người các anh đánh nhau thì cứ đánh, nhưng đụng vỡ cửa của tôi thì sao đây hả? Trương 1534, Hổ Lăng 2 Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn, thấy một thiếu phụ mặc áo dài màu trắng xuất hiện ở trước mặt họ, thiếu phụ đó có chút tức giận, lông mày dựng ngược, nhưng sau khi nhìn thấy trương dương thì không khỏi thốt lên kinh ngạc sao lại là cậu trương dương cũng nhận ra người đứng trước mặt là bà chủ vu lam có quán xăm mình trương dương đã từng tới cửa hàng của cô ta trung trường thắng và chồng của cô ta trình viễn là bạn tốt trương dương chính là thông qua tầng quan hệ này này mà quen được với hai vợ chồng bọn họ lần trước trình viễn còn mời hắn uống rượu trương dương nhìn thấy cửa quán bị đụng vỡ có chút xấu hổ nói chào chị vu lam nhìn thấy là trương dương cũng bật cười, là cậu à. Lâu rồi không gặp, vừa gặp đã cho tôi một bất ngờ. Kỳ Sơn nghe ra là người một nhà, lập tức tỏ thái độ, chị gái, chị yên tâm, tất cả tổn thất ở đây tôi sẽ bồi thường. Trương Dương nhấc chân đá một cái lên người vương bằng, lấy tiền ra mau. Trên người loại lưu manh như vương bằng chẳng tìm ra được một đồng tiền, Vu Lam cũng biết gã, khinh thường nói, lần trước hắn tới chỗ tôi xăm còn nợ 200 đồng. Cảnh sát lát sau thì tới nơi, Trương Dương vội vàng gọi điện thoại cho Loan Thắng Văn, nhận được chỉ thị của Loan Thắng Văn, mấy cảnh sát lập tức áp giải Vương Bằng đi, nhìn thấy chuyện đã được giải quyết, quần chúng vây xem cũng đều tản đi, Trình Viễn nghe thấy bên này xảy ra chuyện, cũng vội vàng trở về, tới nơi thì nhìn thấy Trương Dương, sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, gã không khỏi cười nói, đều là người nhà cả mà, cái cửa này cũng đến lúc phải thay rồi. Kỳ Sơn nói, Trình Đại ca, ngày mai tôi sẽ sai người tới lắp cửa mới cho anh. Trình Viễn là người cực kỳ sảng khoái, nghe thấy Kỳ Sơn nói như vậy thì ngược lại có chút mất hứng, mọi người đều là bạn bà, khách khí gì. Chủ nhiệm Trương tới đây tôi cao hứng còn không kịp, đi, uống rượu, tôi mời khách. Trương Dương và Trình Viễn tuy rằng chỉ tiếp xúc một lần, có điều biết gã là người cực kỳ hào sảng, cũng không khách khí với gã, gật đầu nói, món gà cay lần trước không tồi. Trình Viễn nói, lão tào ra, cậu còn nhớ à? Gã bật cười ha ha gã nói với vợ một tiếng rồi kéo Trương Dương và Kỳ Sơn tới quán gà cay tàu thị. Sau khi ngồi xuống, Trương Dương giới thiệu Kỳ Sơn với gã, Trình Viễn giờ mới biết người trẻ tuổi hào hoa phong nhã đeo kính này không ngờ là phú thương nổi danh Đông Giang, ông chủ Kỳ Sơn của Thủy sản Tứ Hải, có chút kinh hỉ ông chủ lớn, tôi nghe danh của anh đã lâu rồi. Kỳ Sơn cười nói, ông chủ gì chứ, chỉ là một người buôn lậu cá thôi, Trình Đại ca làm sinh ý gì. Trình Viễn nói, anh cũng thấy rồi đó, Vợ tôi mở quán xăm, bản thân tôi thì ở chợ tranh hoa điểu làm kỳ thạch, gần đây cùng nhau làm công trình thành thị Lâm Viên với bạn. Trương đại quan nhân nghe vậy trong lòng khẽ động, anh làm công trình lâm viên à? Trình Viễn gật đầu nói, hiện tại nhu cầu thành thị mỹ hóa càng lúc càng lớn, giá của đá cũng tăng, tháng trước tôi tới chính phủ thành phố Đông Giang tặng một tảng đá, hơn 50 vạn. Hai vị nếu thích đá, có cơ hội tới quán của tôi chơi, tôi sẽ tặng mỗi người một khối. Trương Dương, nói trình đại ca, anh chắc không biết, tôi đã tới Tân Hải công tác gần đây gần đây đang làm xanh hóa lâm viên thành thị, đối với phương diện này cũng có nhu cầu, anh có thời gian thì tới Tân Hải một chuyến, tôi giúp anh giới thiệu một số sinh ý. Điều này đối với trình viễn mà nói thì chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, gã kích động làm luôn hai chén với Trương Dương. Bọn họ nói chuyện được một lúc thì vũ ý gọi điện thoại tới, thì ra công an tới bệnh viện điều tra tình huống, đừng nhìn vũ ý lúc nào cũng to mồm, nhưng gặp chuyện lớn thì chẳng biết làm gì cả, cho nên cứ gặp chuyện gì là lại nhớ tới hai người họ. Trương Dương đứng dậy cáo từ Trình Viễn, Trình Viễn cực kỳ hiếu khách, tối nay còn chưa uống tận hứng, tất nhiên là ra sức giữ lại. Trương Dương cười nói, về sau còn có cơ hội uống rượu mà, anh dành thời gian tới Tân Hải, tôi sẽ là chủ. Hai người trở lại bệnh viện, công an đã đi rồi, khẩu cung cũng đã lấy xong, Vương Bằng đã thú nhận chuyện sai người hành hung, chuyện này trên cơ bản không tồn tại bất kỳ điểm đáng ngờ nào thật ra chuyện này vốn không phức tạp như vậy, Tô Quảng Thành say rượu lái xe, gây tai nạn rồi bro chạy, sai lầm vốn là ở phía hắn, Vương Bằng phát tiết bất mãn cũng không có gì sai, có điều thằng cha này không nên mượn cơ hội này để vơ vét tài sản của nhà họ Tô, tiếp sau đó thì lại ra tay đánh người, chuyện vốn đã chiếm hết đạo lý đến cuối cùng lại thành hắn sai. Hiện tại đã vi phạm pháp luật, vô ý là cô nương tâm địa thiện lương, cả ngày hôm nay trên cơ bản đều là chạy quanh vì chuyện của Tô ra, hiện tại chuyện đã có kết quả, đối với cô ta mà nói thì cũng không có nghĩa là chuyện đã kết thúc. Cô ta lo lắng trùng trùng nói, Tô Điềm và Tiếu Y đều bị thương, ngày mai phải tiến hành phỏng vấn, giờ thì phiền rồi, hai đứa khổ cực bao năm, bởi vì chuyện này mà lại trễ một năm, hai cô bé đang khóc như mưa ý. Trương Dương nói, vấn đề của Tô Điềm không lớn, nhưng Tiếu Y bị gãy tay, muốn khôi phục cũng mất vài ngày, chuyện này hay là câu thông với phía trường một chút, xem xem có thể kéo dài vài ngày không hắn quay sang nhìn Kỳ Sơn, vô ý cũng Kỳ Sơn. Kỳ Sơn cười khổ nói, nhìn tôi làm gì? Vô ý nói, anh ở học viện nghệ thuật không phải có bằng hữu ư? Kỳ Sơn gật đầu nói, được, tiễn Phật phải tiến tới Tây Thiên, chuyện này tôi lo, nhưng nói trước nhé, tôi sẽ tận lực mà làm, nhưng được hay không thì tôi không dám đảm bảo. Trương đại quan nhân cười nói, kỳ tổng đã ra mặt có chuyện gì mà không thành. Vũ ý gật đầu theo. Kỳ Sơn bị hai người kẻ sướng người họa kẻ sướng người họa nâng tiết lên mây, chuyện này hắn phải tiếp chiêu rồi. Trương Dương để lại một ít thuốc cao mà mình điều chế, có thể giúp Tô Điềm và Tiếu Y mau chóng khôi phục. Khi hắn trở lại nhà khách chính phủ tỉnh thì đã là 10 giờ tối, Tần Thanh vẫn không gọi điện thoại tới, Trương Dương ít nhiều có chút kỳ quái. Hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Tần Thanh thì Tần Thanh cuối cùng cũng gọi tới thì ra thì ra Tần Thanh họp đến tận bây giờ, xe của cô ta đã đó ở trong bãi đỗ của nhà khách trương dương bước tới cửa sổ nhìn xuống thấy trong bãi đỗ xe có chiếc mitsubishi của tần thanh trương đại quan nhân mặc quần áo đi ra ngoài mở cửa xe ra thì phát hiện tần thanh đã ngồi ở ghế phụ nói họp cả ngày mệt quá anh lái đi trương dương lên xe rồi khởi động đi đâu tần thanh nói vườn phù dung cha em tối nay ở lại công trường trương dương không khỏi bật cười em không sợ bị người khác nhìn thấy à tần thanh nói em lên nhà trước còn anh thì lát tự lên một mình. Trương Đại Quan Nhân cười nói, sớm biết thế này, lúc trước khi anh đi không nên nộp lại chìa khóa nhà, hai tay đi lại cũng tiện hơn. Tần Thanh xấu hổ trừng mắt lườm hắn một cái, tựa chán vào đầu vai hắn. Vườn phù dung bởi vì nằm ở vị trí khá hẻo lánh, tuy rằng nhà đã được phân phối, nhưng tới bây giờ vẫn chưa có nhiều người vào ở, trong khu mà Tần Thanh ở hiện tại chỉ có ba nhà vào ở. Trương Dương và Tần Thanh một trước một sau vào nhà. Trương Dương đóng cửa nhà lại, vươn tay ra ôm ngang Tần Thanh, xoay một vòng tại chỗ, đi tới sofa, Tần Thanh ôm cổ hắn, nói: "Em đi tắm rửa trước đã, anh đã ăn gì chưa?" Trương Dương cười nói: "Cả đêm ăn hai bữa." Tần Thanh gật đầu, cô ta đi vào phòng tắm, tắm rửa xong, mặc áo tắm trắng bước ra, nhìn thấy Trương Dương không ở trong phòng khách, nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động, ngửi thấy mùi đồ ăn, không ngờ Trương Dương nhân lúc cô ta đi tắm đã làm xong bát mì. Trong lòng Tần Thanh rất ấm áp, nữ nhân có thể khiến Trương Dương cam tâm xuống bếp chỉ sợ là không nhiều. Trương Dương bưng bát mì trứng chim từ trong phòng bếp đi ra, hắn cười nói, anh không có bản sự gì, chỉ biết nấu mì thôi, em họp cả một ngày, chẳng là vừa mệt vừa đói rồi, ăn trước đi đã. Tần Thanh gật đầu, đi tới bàn ăn. Trương Dương mỉm cười nhìn, gắp cho ốc một cái móng giò, đút vào miệng cô ta, Tần Thanh cắn một miếng, Trương Dương nói, nhìn em lúc ăn xinh quá. Tần Thanh nhìn miếng móng giỏ đó, lập tức minh bạch thằng ôn này không có hảo ý, cười gắt đáng ghét. Cô ta lè lưỡi ra liếm cái móng giò, sau đó thì cắn một miếng, trợn mắt lên, còn dám dở trò nữa, cẩn thận em làm thế này với anh đó. Trương đại quan nhân cười ha ha, nói em không nỡ đâu. Tần Thanh vươn chân ngọc ra thò tới giữa háng hắn, cảm thấy chỗ đó đã cứng ngắc và nóng rực, mặt không khỏi đỏ bừng, gắt, người ta đang ăn mà trương đại quan nhân nói em cứ ăn đi không gấp hắn vươn tay ra tóm lấy chân ngọc của tần thanh trương đại quan nhân là cao thủ xoa bóp mát xa đối với mát xa chân cũng vô sự tự thông vừa hay mát xa khiến tần thanh thoải mái đến mức rên lên trương dương nói đừng có quá liều mạng làm việc sức khỏe là vốn của con người phải bảo dưỡng tốt bản thân để anh còn hưởng thụ cả đời tần thanh không ăn nổi mì nữa trương dương mát xa khiến cô ta cảm thấy toàn thân khó chịu vô cùng mặt đỏ lên cặp đùi thon dài không khỏi căng cứng, ngón chân không nhịn được mà co quắp lại, Trương Dương nói, đừng khẩn trương, thả lỏng đi. Tần Thanh nói, khó chịu quá. Trương Đại Quan Nhân cười nói, khó chịu là đúng rồi. Tần Thanh rụt chân về, ngoắc ngón tay với hắn, tới đây. Trương 1535, nhìn thoáng qua một. Trương Dương đi tới, Tần Thanh ôm cổ hắn, hiến dâng một nụ hôn dài. Trương Đại Quan Nhân sớm đã không chịu nổi nữa rồi, ôm lấy tần thanh đưa vào phòng ngủ, đặt cô ta lên giường rồi lột trần trụi. Có lẽ là sự mát xa của Trương Dương đã thúc dẩy tình dục ở sâu trong lòng tần thanh, tối hôm đó biểu hiện của cô ta rất điên cuồng, khi kích động còn bất chấp tất cả rên to, hại cho Trương Đại Quan Nhân mấy lần phải dùng miệng để bịt miệng cô ta lại, sợ tiếng rên gì kích tình của bí thư tần truyền ra ngoài. Tần thanh bị bịt miệng, khoái cảm như thủy chiều nuốt sống cô ta, cô ta chỉ có thể dùng hơi thở để phát tiết khoái ý trong lòng, Đôi tay Tráng Nón ôm chặt lấy Trương Dương, mười ngón tay cắm sâu vào trong da thịt của hắn. Trương Đại Quan Nhân đưa ra tổng kết đối với biểu hiện tối nay của Bí thư Tần, 30 như sói, 40 như hổ. Cút, mặt Tần thanh nóng lên, cắn nhẹ một cái vào ngực hắn, sau đó thì kề sát mặt vào chỗ mình vừa cắn, ôn nhu nói, chẳng phải là vì anh câu dẫn em à, một cô gái nhà lành như người ta đã bị hủy trong tay anh rồi. Trương Đại Quan Nhân bật cười đắc ý, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve đường cong ở lưng và mông Tần Thanh nói khẽ gặp anh con gái nhà Đàng Hoàng cũng sẽ biến thành dâm phụ Tần Thanh kiều nghị nói em chỉ làm dâm phụ của anh làm dâm phụ của anh cả đời Trương Đại Quan Nhân không khỏi kích động Tần Thanh phát hiện ra biến hóa của hắn cười cười ôm lấy hắn nói khẽ thành thật một chút chúng ta trò chuyện thôi em hơi mệt rồi Trương Dương gật đầu nói hôm nay học gì mà muộn thế lũ xuân sắp tới rồi thị lý triệu tập cán bộ các khu huyện tới mở một cuộc họp động viên phòng lụt, bởi vì công tác của phương diện này năm ngoái làm không tốt lắm, cho nên năm nay cần phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Trương Dương nói, chuyện có tí xíu mà cũng phải học, kỳ thực phòng lụt không phải là vào lúc đỉnh lũ mới nắm, bình thường cũng nên làm tốt những công tác này. Ngón tay Tần Thanh nhẹ nhàng gẩy gẩy, anh còn chưa nói mục đích đến Đông Giang lần này. Trương Đại Quan Nhân vươn tay ra sờ sờ thân dưới của cô ta, thấp giọng cười nói, tình hình lũ lụt của bí thư tần nghiêm trọng, cho nên tôi đặc biệt tới Đông Giang để chống lũ. Đáng ghét, em đang nói chính sự mà. À, trương đại quan nhân không ngại cực khổ, cả một đêm chống lũ phòng lụt trong nhà của bí thư tần, hắn thì không sao, nhưng bí thư tần thì mệt đến nỗi sáng sớm không thể dậy nổi, có điều ngày hôm sau là cuối tuần, tần thanh nằm ở trên giường chẳng muốn dậy, dịu dàng nói chìa khóa xe ở trên bàn, anh tự đi đi, chú ý một chút, đừng để cho người ta nhìn thấy. Trương đại quan nhân gật đầu, hắn rửa mặt xong cầm chìa khóa xe của Tần Thanh đi ra ngoài, trên đường cũng không gặp phải người quen, rất thuận lợi tới chỗ để xe của Tần Thanh. Trương Dương lái xe tới nhà mới của Đinh Triệu Dũng và Triệu Tính, hơn một tháng nữa hai người sẽ tổ chức, trước mắt đang ở khu nhà trung tâm thành phố Đông Giang, khi Trương Dương đến, Đinh Triệu Dũng và Triệu Tĩnh đang quét dọn vệ sinh, việc sửa sang cũng đã gần sau rồi. Triệu Tính nhìn thấy Trương Dương tới, kinh hỉ vạn phần nói anh anh đến từ lúc nào vậy trương dương nói từ hôm qua tới tỉnh lý làm chút chuyện đinh triệu dũng cười nói tới mà không nói cho tôi biết một tiếng giờ không phải là tới rồi ư triệu tĩnh nói anh mẹ buổi chiều ngồi xe lửa đến đông giang đó trương dương kinh nghỉ nói thật à triệu tĩnh gật đầu nói bọn em mùng một tháng năm kết hôn mẹ phải tới giúp đỡ chứ trương dương cười nói mẹ vẫn không yên tâm về em nhìn thấy em gái cuối cùng cũng tìm được một chốn về mỹ mãn, trong lòng hắn cũng vô cùng vui mừng. Triệu tính dẫn Trương Dương đi thăm một vòng trong nhà, thật ra bố mẹ muốn gã về nhà sống, nhưng Triệu tính cân nhắc tới vấn đề ở chung ngày sau nên vẫn kiên trì đòi ra bên ngoài ở. Đinh Triệu Dũng nói, mấy năm nay chúng tôi đang trong thời kỳ sáng nghiệp, trước tiên chỉ có thể ở vậy thôi, ủy khuất cho tiểu tính rồi. Trương Dương nói, nhà ở trung tâm thành phố, nội thất không tồi, dụng cụ đầy đủ, Thế này mà gọi là ủy khuất à? Yên cầu của anh cũng cao quá đấy, không phải là ai cũng có thể được ở biệt thự đâu. Triệu Tĩnh bưng trà đi tới, đưa cho họ mỗi người một ché, sau đó ôm cánh tay Đinh Triệu Dũng, nói em rất thỏa mãn rồi. Thật ra từ lúc quyết định gả cho anh thì đã quyết tâm cùng chung hoạn nạn với anh. Nhà không cần lớn, chỉ cần có thể tránh mưa tránh gió là được rồi. Không nhất định phải như Lương Thành Long, nhà to quá chỉ quét dọn thôi cũng khiến người ta mệt chết rồi. Và lại anh nếu ra ngoài đi công tác, một mình em ở nhà lớn thì em sẽ sợ lắm. Bên ngoài truyền đến một giọng nói, ai nói xấu tôi sau lưng đó. Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến, Lương Thành Long từ bên ngoài bước vào, vừa hay nghe thấy một câu cuối cùng của Triệu Tính. Trong khoảng thời gian này gã cũng thường xuyên tới đây. Triệu Tính cười nói, chúng tôi là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Lương Thành Long cũng không ngờ Trương Dương cũng ở đây, nhìn thấy hắn, xông lên đấm cho hắn một cú, mẹ, cậu cũng hay thật, làm quan lớn rồi thì khinh thường người ta tới đông giang mà không đánh lấy một quả rắm trương dương cười nói tôi thực sự rất bận mà chẳng phải tôi vừa làm xong việc là chạy tới đây ư lương thành long nói cậu lúc này mới làm tới bí thư huyện ủy giã quên mất mấy người anh em này rồi sau này nếu thành bí thư thị ủy bí thư tỉnh ủy liệu còn nhớ tới chúng tôi không trương dương nói anh đừng lấy một cán bộ của thị trấn nhỏ như tôi ra trêu đùa tôi nhận sai với anh được chưa trưa nay tôi làm chủ mời khách, dâng rượu bồi tội với các vị. Lương Thành Long nói, đến địa bàn của chúng tôi mà còn muốn mời khách à? khinh thường người ta đúng không? Không có cửa đâu, người được mời khách là tôi, Triệu Dũng, gọi điện thoại cho viên ba đi, bảo hắn chuẩn bị cơm. Đinh Triệu Dũng cười nói, vòng đi vòng lại vẫn là viên ba mời khách. Lương Thành Long nói, sinh ý của hắn càng làm càng lớn, hắn không mời khách thì ai mời khách mấy người đang tán gẫu náo nhiệt thì di động của Trương Dương đổ chuông, là Kỳ Sơn gọi điện thoại tới, Kỳ Sơn oán giận nói: "Bí thư Trương, anh giao hết việc cho tôi, còn bản thân thì không hỏi." Di động cũng tắt. Trương Dương cười nói: "Nửa đêm nửa hôm chẳng ai muốn bị đánh thức cả." Kỳ Sơn gọi điện thoại tới là để nói với hắn rằng chuyện của hai cô gái đó đã được giải quyết, Kỳ Sơn thông qua quan hệ của Lâm Tuyết Quyên tìm mấy lãnh đạo tương quan của học viện nghệ thuật để nói rõ tình huống phía trường học đặc biệt mở đèn xanh cho Tô Điềm và Tiếu Y, có thể lùi thời gian phỏng vấn cho họ. Trương Dương biết chuyện đã được giải quyết thuận lợi, cũng cười nói, vất vả cho anh rồi, Kỳ Tổng, tôi thay mặt Vũ Y cảm ơn anh. Nghe thấy tên của Vũ Ý, Kỳ Sơn bật cười, bí thư Trương, Vũ Ý phải mời chúng ta ăn cơm, buổi trưa hôm nay ở khách sạn Tuệ Nguyên nhé. Trương Dương nói, tới Tuệ Nguyên thì còn cần cô ta mời khách hư kỳ sơn hiện tại là cổ đông lớn nhất của khách sạn tuệ nguyên cho nên cho nên trương dương mới có thể nói như vậy kỳ sơn cười nói cho nên mới nói cô ta tính rất kỹ rõ ràng là bịp tôi mà trương dương cười nói chuyện tốt mà rõ ràng là coi trọng anh kỳ sơn nói đừng nghĩ linh tinh người ta chỉ coi tôi là bạn thôi bí thư trương buổi trưa đến tuệ nguyên đi tôi sai người chuẩn bị trương dương nói chỗ tôi còn có một đám bằng hữu nữa Kỳ Sơn nói rất sảng khoái, cứ tới tất cả đi, mọi người làm quen với nhau. Thật ra Kỳ Sơn quen đa số đám bằng hữu này của Trương Dương, buổi trưa, Trương Dương Lương Thành Long, Đinh Triệu Dũng cùng tới khách sạn Tuệ Nguyên, Triệu Tính không đi, cô ta phải ở lại dọn dẹp nhà cửa, nữ nhân rất coi trọng chuyện kết hôn, hiện tại để hết tâm trí ở căn nhà nhỏ tương lai của Đinh Triệu Dũng và cô ta. Khi nọn họ đến nơi, viên ba cũng đã đến, Trần Thiệu Bân bởi vì tới hỗ hải cho nên không thể nào tới được, Trương Dương cũng gọi điện thoại cho Thường Lăng Phong, có điều Thường Lăng Phong không thích trường hợp như thế này, Trương Dương cũng làm miễn cưỡng. Bản thân Viên Ba cũng làm nghề nhà hàng, cho nên rất cảm thấy hứng thú đối với Tuệ Nguyên, Kỳ Sơn nói: "Viên tổng, anh cũng là người làm nhà hàng, giúp tôi cho ý kiến được, xem xem này của tôi có chỗ nào chưa ổn." Viên Ba nói: "Cứng mềm đều không tồi, tôi không tìm ra được lỗi nào cả." Kỳ Sơn cười nói: "Vậy nếm thử đồ ăn đi, chỗ tôi chuyên món ăn Quảng Đông." đầu bếp cũng là từ Hong Kong mời đến. Mấy người vào trong phòng, nhìn thấy vũ ý đã ở đó, băng trên đầu tuy đã cởi ra, có điều ra chỗ đó vẫn sưng phồng tìm tái, Trương Dương ngồi xuống bên cạnh cô ta, vươn tay sờ sờ gáy cô ta, đầu vẫn chưa hỏng. Vũ ý chừng mắt lườm hắn một cái rồi nói, có đầu anh hỏng thì có. Cả đám người đều bật cười. Kỳ Sơn bảo nhân viên mang đồ ăn, vũ ý là lần đầu tiên gặp mặt mọi người, Trương Dương giới thiệu cô ta, Vũ Ý cầm chén rượu lên nói, hôm nay tôi mượn chỗ của Kỳ Sơn để mời mọi người ăn bữa cơm, chủ yếu là để cảm tạ hành vi anh dũng của Kỳ Sơn và Trương Dương. Trương Dương chắp tay xin tha, thôi, đừng có phát biểu như lãnh đạo thế, tôi sợ nhất là cái này đó. Trương 1536, nhìn thoáng qua, hai. Kỳ Sơn cũng cười nói, có thể được Vũ Đại phóng viên khẳng định hai chúng tôi đã là vinh hạnh vạn phần rồi, có điều chuyện giúp người làm niềm vui cũng là điều bản thân nên làm, còn giúp người rồi bị thương quang vinh so với tinh thần hy sinh một không sợ khổ hai không sợ chết của cô thì tôi và bí thư trương còn kém xa lắm Vũ ý chừng mắt nói kỳ sơn anh từ lúc nào học lắm mồm như trương dương vậy trương đại quan nhân nghe vậy thì không vui cái gì mà như tôi bản thân anh ta lắm mồm mà chỉ là anh ta không thật thà như tôi mọi người trước đây đều bị biểu tượng dối trá của anh ta mê hoặc kỳ sơn cười nói bí thư trương đánh người không đánh vào mặt mắng người không mắng chỗ yếu thân là cán bộ vì quốc gia anh làm thế là không có hậu đạo đâu lương thành long cười nói anh ta đã bao giờ có hậu đạo đâu viên ba nói các anh đều sai rồi là mặt trương dương dày vô địch vô ý bật cười khanh khách rất hài lòng cục diện mọi người vây công trương dương khi bên trong tán gẫu đang náo nhiệt thì lâm tuyết quyên từ bên ngoài đi vào cô ta áy náy nói xin lỗi tôi tới muộn kỳ sơn vội vàng đứng dậy dẫn cô ta tới ngồi xuống bên cạnh mình bảo cô ta và vô ý ngồi với nhau y đang chuẩn bị giới thiệu lâm tuyết quyên thì lương thành long nói đây không phải là lâm tiểu thư vai chính của ban nhạc tỉnh không phải chúng ta ư vợ tôi thích nhất nghe cô độc tấu đàn violon khi mang thai cứ liên tục đòi đi xem cô biểu diễn nói là để dưỡng thai lâm tuyết quyên dịu dàng cười nói lương tổng đợi khi đứa bé lớn rồi có thể đưa tới học đàn với tôi lương thành long nói vì những lời này của cô, tôi xin kính cô hai chén. Trương Dương phát hiện từ sau khi Lâm Tuyết Quyên tiến vào, ánh mắt của Kỳ Sơn trên cơ bản đều chiếu vào cô ta, từ khi cô ta xuất hiện, ánh mắt của Kỳ Sơn trở nên ôn nhu nói không nên lời. Lâm Tuyết Quyên tự nhiên hào phóng, cách nói năng và cử chỉ toát ra khí chất cao nhã tự nhiên, chẳng trách Kỳ Sơn trung tình với cô ta như vậy. Vào giữa buổi thì Tần Thanh gọi điện thoại tới, điện thoại bí mật như vậy, Trương Đại Quan Nhân tất nhiên phải ra ngoài nghe, nghe thấy bí thư tần trong điện thoại oán trách trách hắn dằn vào mình khiến cho sống lưng đau buốt trương đại quan nhân không khỏi cười ha hả tần thanh càng lúc càng có mùi đàn bà biết thỏa mãn nhục dục của trương đại quan nhân tần thanh nói không nói với anh nữa tôi nay cha em về em không tiếp anh đâu trong giọng nói toát ra mấy phần lưu luyến tình cảm của cô ta đối với trương dương càng lúc càng sâu nhưng giữa bọn họ lại chú định không thể công khai cho dù hiện tại trương dương đã tới đông giang bọn họ vẫn không thể có nhiều thời gian ở bên nhau mỗi lần nghĩ tới đây tần thanh thậm chí có chút hâm mộ thường hải tâm có thể ở bên cạnh trương dương nếu có thể cô ta tình nguyện đổi vị trí của mình với hải tâm trương dương gác điện thoại đang chuẩn bị quay lại thì nhìn thấy trong thang máy phía trước có một đoàn người đi ra chính xác mà nói thì là bốn nam tử áo đen bọn họ vây quanh một nữ lang mặc kimono nhật bản màu đen nữ lang nhật bản đó vẫn tóc cao búi tóc kiểu nhật điển hình mặt như chanh, da trắng như tuyết, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra một cỗ khí độ cao quý, đôi mắt đẹp như nước, nhưng ánh mắt hơi lạnh lùng một chút, ánh mắt của cô ta đảo qua mặt Trương Dương, không hề được cô ta chú ý, chân đi gút gỗ kiểu Nhật, chậm rãi đi tới chỗ Trương Dương. Trương đại quan nhân cả người giống như bị đông cứng, ngơ ngác nhìn nữ lang xinh đẹp mặc kimono này, cho tới lúc cô ta và mình đi qua nhau, Trương đại quan nhân ngửi thấy mùi thơm trên người cô ta, mắt bỗng nhiên đỏ lên, nhưng nữ lang đó đã đi qua rồi, giống như căn bản là không quen hắn vậy. Trương đại quan nhân ra sức chấp mắt, nhìn bóng lưng của nữ lang đó, bởi vì kích động nên giọng nói của hắn thậm chí trở nên có chút run run, dai đồng. Nữ lang đó rõ ràng chính là cố dai đồng khiến cho hắn không thể nào quên được, nhưng tiếng gọi thâm tình của trương đại quan nhân không hề dẫn tới bất kỳ phản ứng nào của cô ta. Nữ lang vẫn chậm rãi bước đi, tựa hồ cái tên cố dai đồng này không có bất kỳ liên quan gì tới cô ta. Trương Dương ở Nam Triều Tiên đã bỏ lỡ cơ hội gặp cô ta, lần này bất kể là như thế nào cũng không thể để cô ta vượt khỏi tầm mắt, hắn bước nhanh theo, gọi to, dai đồng. Một gã nam tử bỗng nhiên xoay người lại, hắn vươn tay ra, cản đường Trương Dương, mắt nhìn chầm chầm vào hắn. Trương Dương tức giận nói, anh tránh ra cho tôi. Giọng nói của hắn cuối cũng cũng dẫn tới sự chú ý của nữ lang đó, cô ta dừng chân dùng dùng tiếng nhật nói gì đó, nam tử áo đen vẫn cảnh giác nhìn Trương Dương, Bốn hắn đã bày ra tư thế công kích, hiện tại lại chậm rãi hạ tay xuống, cũng may mà hắn bỏ ý định công kích, bằng không người suối quẩy khẳng định không phải là Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân nhìn nữ lang đó, kích động nói, Giai Đồng, là anh, Trương Dương đây, em không nhận ra anh à. Hắn thậm chí nói năng có chút lộn xộn. Nữ lang đó đầy ngạc nhiên nhìn Trương Dương, quan sát hắn một lúc rồi mới lắc đầu nói, vị tiên sinh này, tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi phát âm tiếng trung của cô ta rõ ràng khác với cố giai đồng là giọng đài loan nhưng giọng nói của cô ta và cố giai đồng giống nhau như đúc trương đại quan nhân nhận định cô ta chính là cố giai đồng vội vàng nói em có phải là xảy ra chuyện gì quên hết chuyện quá khứ phải không không sao để anh giúp em anh nhất định có thể trị khỏi cho em anh nhất định có thể giúp em nhớ lại chuyện trước kia hắn đang định bước lên thì bốn gã nam tử áo đen đã cản đường hắn nữ lang đó lạnh lùng cười nói anh thực sự nhận nhầm người rồi tôi tên là Nguyên Hòa Hạnh Tử, tôi là người Nhật Bản. Lúc này đám người kỳ sơn nghe thấy động tính bên ngoài cũng chạy ra xem, phần lớn trong số họ đều quen cố giai đồng, nhìn thấy nữ lang Nhật Bản đó thì hiển nhiên đều lắp bắp kinh hãi, Lương Thành Long cả kinh nói cố giai đồng. Nữ lang Nhật Bản đó từ trong ánh mắt kinh ngạc của những người này biết Trương Dương không phải là cố ý quấy giày cô ta, cô ta thì thầm với người bên cạnh, một người áo đen ở bên cạnh nói, các vị, nếu tiếp tục quấy giày phu nhân của chúng tôi, chúng tôi sẽ lựa chọn báo cảnh sát." Trương đại quan nhân lúc này cũng nhìn ra một số điều bất đồng, môi của nữ lang này so với Cố Gia Đồng thì dày hơn một chút, Cố Gia Đồng có nốt ruồi đen bên mi phải, cô ta thì không có. So với vẻ dịu dàng của Cố Gia Đồng, nữ lang này toàn thân đều toát ra một loại đạm mạc nói không nên lời, khiến cho người ta cảm thấy cao cao tại thượng, khó có thể tiếp cận. Viên Ba dù sao cũng lớn tuổi, biết nên xử lý loại chuyện này như thế nào, y xin lỗi đối phương, xin lỗi, vị phu nhân này, cô thực sự rất giống một người bạn cũ của chúng tôi, cho nên bạn tôi mới nhận nhầm, xin lỗi đã làm phiền cô. Nguyên Hòa Hạnh tử cười khẽ, trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp vậy ư. Thôi, ai cũng có lúc nhận nhầm người. Đoàn người của Nguyên Hòa Hạnh tử đi rồi, Trương đại quan nhân vẫn ngơ ngác đứng đó, lẩm bẩm nói, không thể. Lương Thành Long dùng vai huyết hắn một cái, không thể đâu, người ta là người Nhật Bản mà. Viên ba nói, giống thật, quả thực là giống nhau như đúc. Đinh Triệu Dũng nói, các anh có chú ý không, trên mi phải của cô ta không có Mỹ nhân trí. Lương Thành Long nói, vẫn có rất nhiều chỗ không giống, ngữ điệu không đúng, cố giai đồng có nói điểu ngữ bao giờ đâu. Mấy người đều nhìn ra chuyện này gây ảnh hưởng không nhỏ tới Trương Dương, nguyên hòa hạnh từ đó nhất định khiến Trương Dương nhớ tới cố giai đồng. Kỳ Sơn cũng có nghe nói chuyện của Trương Dương và Cố Giai Đồng, Nguyên Hòa Hạnh Tử ở Tuệ Nguyên, y rất dễ dàng tra được một số tư liệu, Nguyên Hòa Hạnh Tử là người Hokkaido Nhật Bản, tên trước đây là Vũ Điền Hạnh Tử, 5 năm trước gả cho siêu cấp phú hào Nhật Bản Nguyên Hòa Trân Dương, đổi tên thành Nguyên Hòa Hạnh Tử, Hai năm trước Nguyên Hòa Trân Dương đã chết, bởi vì bọn họ không có con cái, cho nên Nguyên Hòa Hạnh Tử thành người thừa kế duy nhất khối tài sản của Nguyên Hòa Trân Dương. Kỳ Sơn nói, căn cứ tình huống mà tôi tìm hiểu được, Nguyên Hòa Hạnh Tử là lần đầu tiên tới nội địa Trung Quốc, trước đây cô ta chưa bao giờ tới nơi này, bất kể là gia tộc Vũ Điền hay là gia tộc Nguyên Hòa ở Nhật Bản đều khá có có danh tiếng, cho nên thân phận của cô ta không thể là giả mạo. Trương Dương im lặng, hắn có thính lực siêu quần, vừa rồi khi gặp Nguyên Hòa Hạnh Tử, hô hấp và nhịp tim của Nguyên Hòa Hạnh Tử không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, rất đạm mạc đối với hắn, nếu là cố gia đồng thì tuyệt đối sẽ không như vậy. Lương Thành Long biết trong lòng Trương Dương rất đau khổ, Thở dài nói, Trương Dương, người đã chết rồi, chấp nhận hiện thực đi. Một cuộc tụ hội vốn rất vui vẻ, bởi vì sự xuất hiện của Nguyên Hòa Hạnh Tử mà bị phủ lên một lớp ám ảnh, Trương Dương thật sự khó có thể tin được, trên thế giới này không ngờ có hai người giống nhau đến vậy, hắn không thể giải thích chuyện này, sau khi rời khỏi khách sạn Vệ nguyên, hắn liên lạc với Cố Minh Kiện, đem chuyện mình ngẫu nhiên gặp Nguyên Hòa Hạnh Tử nói với gã. Chương 1537, nhìn thoáng qua ba Cố Minh Kiện nói, có phải rất giống không? Thật đó, nếu như anh không nói, tôi thực sự cho rằng chính là chị tôi. Trương Dương nói, tôi muốn tìm cô ta để nói chuyện. Cố Minh Kiện nói, cô ta không phải là chị của tôi, chị của tôi đã chết rồi. Trên đời này chỉ sợ không người nào kiên trì cho rằng Cố Gia Đồng chưa chết như Trương Dương. Hắn trước tiên thông qua phía khách sạn biểu đạt ý nguyện muốn gặp mặt nói chuyện với Nguyên Hòa Hạnh Tử, nhưng phía Nguyên Hòa Hạnh Tử không có ý gặp mặt một nam tử xa lạ không chút lưu tình cự tuyệt hắn. Trương đại quan nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, tối hôm đó thằng cha này một lần nữa quay trở về khách sạn Tuệ Nguyên, Nguyên Hòa Hạnh Tử ở trong phòng tổng thống của khách sạn, nằm ở tầng 9, trương đại quan nhân trước chuyện đã bảo Kỳ Sơn dành cho hắn một phòng ở tầng 8, hơn 11 giờ tối hôm đó, thằng cha này mượn bóng đêm, đi ra từ ban công, dùng thuật bích hổ du tường leo lên phòng của Nguyên Hòa Hạnh Tử, từ cửa sổ nhìn vào, có thể nhìn thấy trong phòng khách có hai gã vệ sĩ đứng đó, nguyên hòa hạnh tử không có ở trong phòng. Trương Dương tiếp tục di động trên tường, một lát sau, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của nguyên hòa hạnh tử, hắn dừng động tác, hai tay vịn vào lan can, nhìn vào bên trong. Nguyên hòa hạnh tử từ bên trong đi ra, nói gì đó với hai gã vệ sĩ, hai người hai người cúi người thật sâu, sau đó lui ra ngoài. Nguyên hòa hạnh tử chờ bọn họ đi rồi mới xoay người bước về phía ban công, Trương đại quan nhân không dám phát ra tiếng động, thấy nguyên hòa hạnh tử đi giày không tất, đôi chân trắng nón lộ ra, chỉ gần ngay gang tắc, cô ta đặt hai tay lên lan can, nhìn bầu trời đêm kịt, buồn bã thở dài, tiếng thở dài này đối với Trương Dương mà nói thì rất quen thuộc, hắn hận không thể xông lên ôm cô ta vào trong lòng, thâm tình gọi tên giai đồng, hắn tuyệt không tin trên đời này còn có thể có hai người giống nhau như vậy. Nguyên Hòa Hạnh Tử dùng tiếng nhật ngâm một bài thơ, đầu óc của Trương Đại Quan Nhân dần dần tỉnh táo lại, cô ta không thể phát giác được sự tồn tại của mình. Nếu cô ta thực sự là cố giai đồng, cô ta sẽ không dùng tiếng nhật ngâm thơ khi ở một mình. Nguyên Hòa Hạnh Tử nhìn trời đêm một lát rồi vươn tay cởi bỏ búi tóc của mình, mái tóc đen như thác nước rủ xuống, cô ta đi vào phóng khách, từ trên giá để kiếm rút ra một thanh võ sĩ đao Nhật Bản, cô ta chậm rãi cởi bỏ kimono, hòa phục màu đen từ trên thân hình mạn rượu của cô ta tuột xuống. Trương đại quan nhân cũng không phải là dạng phi lễ chớ nhìn, mắt trợn to, liền thấy trên người Nguyên Hòa Hạnh Tử chỉ còn lại có áo ngực và quần lót, trên lưng xăm hình một con phương hoảng lửa đang tung cánh muốn bay, cô ta huy động võ sĩ đao, tiếng đao vù vù, trong nhất thời ánh đao lạnh thấu xương tung hoành trong phòng khách, từng trận đao phong phả ra, lưỡi đao lạnh như băng và thân hình xinh đẹp của xinh đẹp đối lập rất rõ ràng, theo một tiếng quát của nguyên hòa hạnh tử, võ sĩ đao đâm vào bàn trà. Xuyên thủng qua nó, thân đao vẫn không ngừng rung rung. Đôi mắt phượng của Nguyên Hòa Hạnh Tử tỏa ra quang mang lãnh khốc, Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô ta, thật sự có chút tâm ý nguội lạnh, giai đồng của hắn tuyệt đối không phải là như thế này, cũng sẽ không có đao pháp tinh diệu như vậy. Nguyên hòa hạnh tử đi vào phóng tắm, trương đại quan nhân giống như con rơi treo mình ở ban công, hắn nhìn vầng trăng xanh trên bầu trời đêm, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, chẳng lẽ giai đồng thực sự đã rời khỏi hắn, không bao giờ trở về nữa. Trương Dương tìm Vinh Bằng Phi, muốn thông qua sự giúp đỡ của y tìm hiểu thêm về tư liệu của Nguyên Hòa Hạnh Tử, với thân phận của Vinh Bằng Phi, tra chuyện này thì dễ như trở bàn tay, y rất nhanh điều tra ra kết quả, Nguyên Hòa Hạnh Tử thực sự là người đứng đầu gia tộc Nguyên Hòa Nhật Bản, Nguyên Hòa Trân Dương nắm giữ công ty vận chuyển viễn dương lớn nhất Nhật Bản, trước khi chết đã 83 tuổi, nói cách khác, khi y 80 tuổi Nguyên Hòa Hạnh Tử mới gả cho y, Nguyên Hòa Hạnh Tử năm nay 27 tuổi. Cô ta vào lúc 22 tuổi đã gả cho một lão già 80 tuổi. Vinh Bằng Phi chỉ vào màn hình máy tính. Trong cơ sở dữ liệu mà y tìm được có ảnh kết hôn của Nguyên Hòa Hạnh Tử và Nguyên Hòa Trân Dương, Vinh Bằng Phi sau khi nhìn thấy ảnh cũng không khỏi than, giống thật, bộ dạng của cô ta và cố giai đồng cơ hồ y hệt nhau, tấm ảnh này là vào 5 năm trước. Trương Dương nhìn thấy tấm ảnh này thì có chút chán ngán thất vọng, 5 năm trước cố giai đồng vẫn còn sống, căn bản không thể biến thành Nguyên Hòa Hạnh Tử và kết hôn với một ông già được. Vinh Bằng Phi tiếp tục xem mấy bức ảnh, gia tộc Nguyên Hòa này rất không đơn giản, Nguyên Hòa Trân Dương khi còn trẻ từng là đại lão thanh thủy xã, xã đoàn xã hội đen lớn nhất Nhật Bản, thời huy hoàng nhất từng có hơn 5 vạn thành viên trên toàn Nhật Bản, thế lực của y thẩm thấu vào chính giới và thương giới. Vào đầu những năm 60 Nhật Bản tiến hành hành động tạo hắc trong phạm vi toàn quốc, Nguyên Hòa Trân Dương bị tố nhiều tội và phải vào tù, ở trong tù suốt 7 năm mới được ra, sau khi ra ngoài thì tuyên bố rời khỏi xã đoàn. Chuyển sang làm kinh doanh, y từng có ba đời vợ, có điều đều chết vì bệnh, Y với ba bà vợ này cũng có năm đứa con, nhưng không đứa nào có thể sống tới hiện tại, nếu không thì tài sản khổng lồ của y cũng không thể nào rơi vào tay Nguyên Hòa Hạnh tử. Trương Dương chỉ cảm thấy hứng thú với thân phận của Nguyên Hòa Hạnh tử, hiện tại biết cô ta căn bản không thể là cố gia đồng, tất nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú với tư liệu của Nguyên Hòa Hạnh tử nữa. Vinh bằng phi nói, trong dạng xã hội như Nhật Bản, tiền có thể thay đổi tất cả, có tiền có thể biết lão đại xã hội đen như Nguyên Hòa chân Dương nhanh chóng trở thành nhân vật nổi tiếng của xã hội. Nhà từ thiện, cậu xem, quan hệ của Y và và Thủ tướng mấy nhiệm kỳ gần đây đều rất tốt, còn có cả ảnh chụp chung với Thiên Hoàng Nhật Bản nữa. Trương Dương nói, Vinh Thính, trên đời này thật sự có hai người giống nhau như vậy ư. Vinh Bằng Phi nói, còn giống hơn cả chị em sinh đôi, nếu song sinh chung chứng, trông giống hệt cũng không có gì là lạ. Y cười nói, không bằng cậu hỏi bí thư cố đi, xem xem ông ta rốt cuộc có mấy đứa con gái trương dương thở dài loại chuyện này bất kể là như thế nào cũng không tiện hỏi cố doãn chi bởi vì chuyện của cố giai đồng cố doãn chi đã chịu tổn thương hiện tại vừa mới bình phục đôi chút trương dương không muốn chủ động khơi dậy vết thương lòng của ông ta vinh bằng phi nói trương dương con người ta không thể chỉ mãi nghĩ tới quá khứ có những chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi cậu và yên nhiên cũng sắp kết hôn rồi đến lúc đó nhớ gọi tôi tới uống rượu mừng nhé. Vinh Bằng Phi biết đoạn nghiệt duyên giữa Trương Dương và Cố Giai Đồng, y sở dĩ nói như vậy là để nhắc nhở Trương Dương, phải quý trọng tất cả những gì mà hắn có hiện tại. Tâm tình của Trương Dương không nghi ngờ gì nữa đã trải qua quá trình từ vui mừng tới mất mát, loại cảm giác tương phản này khiến hắn cảm thấy đau khổ, sau khi chứng thực được thân phận của Nguyên Hòa Hạnh Tử, cũng có nghĩa là hy vọng cuối cùng rằng Cố Giai Đồng vẫn còn sống đã tan biết. Trương Dương dành thời gian đi thăm mẹ, ngay cả từ lập hoa cũng nhìn ra tình tự của con trai rất kém bà ta từ chỗ đinh triệu dũng cũng nghe nói trương dương gặp một nữ lang nhật bản trông giống hệt như cố giai đồng từ lập hoa không biết nên an ủi con trai mình như thế nào có điều bà ta tin nội tâm trương dương đủ mạnh mẽ không lâu nữa sẽ bước ra khỏi cơn sóng nhỏ này sau khi xác nhận thân phận của nguyên hòa hạnh tử trong lòng trương dương bức thiết muốn rời khỏi đông giang nhưng đúng lúc này hắn nhận được điện thoại của thương nhân nhật bản tỉnh thượng tĩnh mời hắn tối hôm đó tới cư tử ốc ăn cơm. Trương Dương và vợ chồng Tỉnh Thượng Tĩnh quen nhau cũng nhờ Cố Gia Đồng, nhớ tới chuyện cũ này, Trương đại quan nhân không khỏi thổn thức, từ sau khi Cố Gia Đồng gặp nạn, Trương Dương cũng không muốn tới cư tử ốc nữa, nơi này sẽ khơi lại nỗi đau trong lòng hắn. Phản ứng đầu tiên của Trương Dương chính là muốn cự tuyệt, nhưng lời nói của Tỉnh Thượng Tĩnh lại khiến hắn thay đổi ý định, "Trương tiên sinh, tối nay tôi muốn giới thiệu một vị bằng hữu với anh." Không biết vì sao, Trương Dương luôn cảm thấy tỉnh Thượng Tính sẽ không vô duyên vô cớ tìm mình, người đầu tiên hắn nghĩ đến không ngờ là Nguyên Hòa Hạnh Tử. Sự thật chứng minh dự cảm của Trương Dương vô cùng chính xác, người tối hôm đó tỉnh Thượng Tính giới thiệu với hắn đúng là Nguyên Hòa Hạnh Tử. Một đoạn thời gian không tới, cư tử ốc vẫn như xưa, gian tử ốc này là tỉnh Thượng Tính mở cho bà vợ Mỹ Hạc Tử làm giết thời gian, cũng không hy vọng nó có thể kiếm được tiền, trừ một số khách nhân Nhật Bản ra thì rất ít có người ngoài tới đây, Mỹ Hạc Tử cũng vẫn như vậy. Nếu nói tới thay đổi thì thay đổi lớn nhất chính là tiếng Trung của cô ta so với trước đây thì lưu loát hơn nhiều, dù sao cũng sống nhiều năm ở Trung Quốc, hoàn cảnh ngôn ngữ thúc ép cả. Tỉnh thượng tính tóc vẫn trắng, hắn và vợ chồng Mỹ Hạc Tử nhìn thấy Trương Dương lái xe tới thì liền đi ra cửa đón, Trương Dương xuống xe, tỉnh thượng tính cười cười vươn tay ra, một đoạn thời gian không gặp, phong thái của bí thư Trương càng hơn xưa. Trương Dương cười nói tiếng Trung Quốc của tỉnh thượng quân cũng càng ngày càng tốt, nếu không mặc bộ kimono này, tôi sẽ cho rằng anh chính là người Trung Quốc chính gốc. chương 1538, nhìn thoáng qua 4. Tỉnh Thượng Tĩnh cười nói, gần đây nước tôi có không ít chuyên gia tới, nói tổ tiên của dân tộc Đại Hòa chúng tôi chính là từ Trung Quốc vượt biển tới Đông Doanh, nếu thật sự là vậy, tôi chính là Đồng Tông Đồng Nguyên. Trương Đại Quan Nhân nghĩ thầm tôi không muốn Đồng Tông Đồng Nguyên với đám Nhật Bản các anh đâu, nhớ tới lúc còn ở Đại Tùy, đám người Nhật Bản các anh muốn vỗ mông ngựa triều đại tùy cũng không tìm thấy cửa, không ngờ 10 năm Hà Đông chuyển Hà Tây, các anh hiện tại không ngờ cũng phát đạt rồi. Trương đại quan nhân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng thì lại không thể biểu đạt ra, chúng ta là lễ nghi chi bang, phải biểu hiện ra sự rộng lượng, Trương Dương cười ha ha bắt tay tỉnh thượng tính, không thể không thừa nhận, công phu mặt ngoài trên lễ nghi của tiểu Nhật Bản rất đúng chỗ. Tiến vào cư tủ ốc, Trương đại quan nhân cởi giày, nhập ra tùy tục, vào nhà người ta không thể nào đi giày mà dẫm lên sàn gỗ được. Mỹ Hạc Tử kéo cửa, lại thấy trong phòng là Nguyên Hòa Hạnh Tử, vẫn là một thân kimono màu đen, phía sau cô ta là hai vị nam tử, chắc là vệ sĩ của cô ta. Sau khi Trương Dương đi vào phòng, Nguyên Hòa Hạnh Tử gật đầu với hắn, nói khẽ Trương Tiên Sinh, chúng ta lại gặp mặt. Cuối cùng cuối cùng cũng có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Nguyên Hòa Hạnh Tử, tuy rằng trong lòng hắn luôn nói với mình rằng Nguyên Hòa Hạnh Tử trước mắt không phải là cố giai đồng, nhưng khi nhìn thấy dung nhan của cô ta nội tâm vẫn không khỏi rung động trên đời này sao có hai người giống nhau đến vậy gia nguyên hòa hạnh tử trắng như tuyết môi thì đỏ hồng sự tương phản khiến khuôn mặt của cô ta lộ ra một loại vừa yêu diễm vừa lãnh khốc đẹp cứ như là rượu cay vậy trương dương khoanh chân ngồi xuống đối diện cô ta mỉm cười nói tôi còn tưởng rằng cô sẽ không gặp tôi tỉnh thượng tính cũng ngồi xuống ở bên cạnh giới thiệu bí thư trương vị này là vị này là nguyên hòa phu nhân cũng là lão bằng hữu của vợ chồng chúng tôi. Mỹ Hạc Tử tự mình bưng đồ ăn lên, cầm một bình rượu rót đầy cho họ. Ánh mắt của Trương Dương Thủy Trung chiếu lên mặt Nguyên Hòa Hạnh Tử, muốn nhìn rõ mỗi một chi tiết trên mặt cô ta, cố gắng tìm ra sự bất đồng giữa cô ta và cố giai đồng. Nguyên Hòa Hạnh Tử cũng không hề lảng tránh ánh mắt của Trương Dương, bình tĩnh nhìn hắn, vẻ mặt của cô ta rất thản nhiên, không vì Trương Dương mà sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Trương Dương nói khẽ tỉnh thượng quân, có phát hiện vị nguyên hòa phu nhân này rất giống một vị bạn cũ của chúng ta hay không? Tỉnh thượng tĩnh thở dài, ánh mắt nhìn sáng Mỹ Hạc Tử, vợ y. Mỹ Hạc Tử nói, Trương Tiên Sinh, tôi trước khi quen giai đồng đã biết hạnh tử rồi, khi ở Nhật Bản, chúng tôi từng là bạn tốt, về sau tôi theo chồng tôi Trung Quốc, nhìn thấy giai đồng, tôi lúc đó cũng cảm thấy kinh hãi, tôi không ngờ trên đời này lại có hai người giống nhau đến vậy, tôi nói chuyện này với giai đồng. Lúc ấy còn lấy ảnh mà tôi chụp với hạnh tử ra cho cô ấy xem, giai đồng cũng cảm thấy tò mò cô ấy còn bảo tôi có cơ hội thì giới thiệu hạnh tử cho cô ấy nhưng không ngờ về sau cô ấy lại gặp chuyện cô ấy và hạnh tử cuối cùng không có cơ hội gặp mặt trong giọng nói lộ ra vẻ thổn thức mỹ hạc tử đưa bức ảnh đó cho trương dương đó là ảnh cô ta chụp chung với nguyên hòa hạnh tử từ trên bức ảnh có thể thấy được mỹ hạc tử khi đó vẫn rất ngây ngô nguyên hòa hạnh tử cũng vậy bối cảnh của ảnh là núi phú sĩ nhìn thấy bức ảnh này một tia hy vọng cuối cùng trong lòng trương dương đã tan biến trời cao cho trêu đùa hắn cho hắn hy vọng rồi lại rất nhanh đập tan hy vọng đó thậm chí ngay cả ảo tưởng trước đây cũng trương dương cũng tan vỡ theo tỉnh thượng tĩnh bưng ly rượu lên nói vì cố tiểu thư đã rời khỏi chúng ta tin rằng một cô gái xinh đẹp lương thiện như vậy ở trên thiên quốc sẽ được hạnh phúc trương dương cầm chén rượu lên lặng lẽ uống cạn nguyên hòa hạnh tử nhìn khuôn mặt bi thương của trương dương nói khẽ anh rất yêu cô ta Trương Dương gật đầu, hắn lại cầm ly rượu đã được rót đầy lên, nói khẽ, Nguyên Hòa phu nhân, tôi dùng rượu này đã biểu đạt sự xin lỗi của tôi, đã thất thố khi lần đầu gặp cô. Nguyên Hòa hạnh tử cũng cầm chén rượu lên, cô ta chỉ khẽ nhấp môi, hai mắt nhìn Trương Dương, nói tôi cũng vừa mới biết, Trương Tiên Sinh là bí thư huyện ủy Tân Hải. Lời nói của cô ta khiến Trương Dương từ sự tưởng niệm đối với cố giai đồng cũng trở về thực tại, nguyên hòa hạnh tử hôm nay sở dĩ tới gặp mình tuyệt đối không phải là để giải thích thân phận của cô ta lại càng không phải là để thông qua phương thức này cùng trương dương nhớ lại cố giai đồng cô ta có mục đích của mình trương dương gật đầu nguyên hòa hạnh tử nói trương tiên sinh tôi lần này đến trung quốc là để khảo sát thị trường bên này trước khi tới đông giang tôi đã đi qua không ít nơi trương dương nói nguyên hòa phu nhân là làm sinh ý gì nguyên hòa hạnh tử cười nói tôi quên giới thiệu mình rồi ở nhật bản chúng tôi làm cảng nghiệp và vận chuyển viễn dương tỉnh thượng tĩnh ở bên cạnh nói phu nhân trước giờ đều là người đứng đầu trong ngành này ở nhật bản bí thư trương cô ấy cảm thấy rất hứng thú với cảng phước long tân hải muốn bàn khả năng được hợp tác với anh trương dương nói phu nhân đã từng tới tân hải nguyên hòa hạnh tử gật đầu nói tân hải là trạm thứ nhất của tôi lần này trương dương bỗng nhiên nói phu nhân năm nay đã tới hán thành lần nào chưa Nguyên Hòa Hạnh Tử hơi ngẩn ra, cô ta có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, anh sao biết vậy? Tháng 2 năm nay tôi có tới Hán Thành làm việc, có điều cũng chỉ ở hai ngày, trong ấn tượng của tôi hình như chưa hề gặp mặt anh mà. Trương Dương nói, tôi đã gặp phu nhân rồi, ở trước cung cảnh Phúc Hán Thành. Nguyên Hòa Hạnh Tử mỉm cười nói, nói như vậy, chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Vợ chồng tỉnh Thượng Tính đã lặng lẽ lui ra, hai vệ sĩ của Nguyên Hòa Hạnh Tử cũng rời đi, để lại không gian cho hai người bọn họ nói chuyện riêng. Nguyên Hòa Hạnh Tử rót đầy chén rượu trước mặt Trương Dương, nói khẽ tôi và cô ta thực sự giống nhau như vậy ư? Trương Dương gật đầu, hắn móc ví ra, rút ảnh hắn và Cố Gia Đồng chụp chung với nhau ở núi Thanh Đài, Nguyên Hòa Hạnh Tử cầm lấy bức ảnh đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào ảnh, thấy Cố Gia Đồng đang cười rực rỡ như hoa mùa xuân, cô ta nói khẽ cô ta nhất định rất hạnh phúc. Cô ta trả lại ảnh cho Trương Dương, tôi chưa bao giờ được cười vui vẻ như cô ta. Chúng tôi không giống nhau. Trương Dương cầm lại ảnh, nhìn vào hai mắt của Nguyên Hòa hạnh tử, nói khẽ quả thực không giống, giai đồng nhìn thấy tôi tuyệt đối sẽ không coi tôi như người xa lạ. Nguyên Hòa hạnh tử nói, có thể nhìn ra được tình cảm sâu đậm của anh đối với cô ấy, trên đời này rất ít có tình cảm hoàn mỹ, theo tôi thấy, tình cảm chân chính cơ hồ đều sẽ kết thúc trong bi kịch. Trương Dương nói thôi, chuyện quá khứ tôi cũng không muốn nhắc lại, phu nhân có cái nhìn gì về Tân Hải? hắn không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa, đối mặt với một nữ nhân cơ hồ giống hệt cố gia đồng, rồi đàm luận chuyện cũ, đối với hắn mà nói tựa như sát muối vào vết thương, cảm thấy rất đau đớn. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, công ty của tôi ở các nơi trên châu Á có bốn bến tàu lớn, nhưng bến tàu này trở thành nơi để thương phẩm Nhật Bản tập hợp và phân tán. Tôi ở Nhật Bản có công ty hậu cần lớn nhất, công ty nhất lưu trong nước Nhật Bản cơ hồ đều có quan hệ hợp tác với tôi. Thông qua loại quan hệ này, Tôi có thể vận chuyển thương phẩm Nhật Bản trong thời gian ngắn nhất tới mỗi một địa phương trên châu Á một cách an toàn, đồng dạng cũng có thể vận chuyển thương phẩm của địa phương khác về Nhật Bản. Trương Dương gật đầu, từ chỗ Vinh bằng phi hắn cũng đã tìm hiểu được bộ phận tư liệu về Nguyên Hòa Hạnh Tử, biết lời nói của cô ta không hề khoa trương. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, bốn bến tàu mà tôi đã nói chỉ là một bộ phận của công ty ở châu Á, sự đánh giá của công ty trước đây về thị trường nội địa Trung Quốc là không đủ cho nên sự phát triển trên phương diện này lạc hậu nghiêm trọng, bị các công ty khác của Nhật Bản thừa cơ nhảy vào. Sau khi tôi trưởng quản công ty, đã tiến hành điều chỉnh quan trọng ở phương diện này, tôi cũng không giấu Trương Tiên Sinh, trọng điểm chiến lược của công ty trong tương lai chính là nội địa Trung Quốc. Tôi sẽ ở Trung Quốc tạo ra một bình đài tập hợp và phân tán thương phẩm lớn nhất châu Á, thậm chí là thế giới. Trương Đại Quan Nhân mỉm cười nói, nghe rất hấp dẫn, chỉ là tôi không hiểu, thành thị có thực lực trong nước rất nhiều, Điều kiện phần cứng so với thành thị của chúng tôi cũng tốt hơn nhiều, vì sao phu nhân chỉ coi trọng một thành phố cấp huyện như Tân Hải của chúng tôi?" Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, dựng nhà ở bãi đất trống so với dỡ một căn nhà rồi xây lại ở chỗ cũ thì dễ hơn nhiều, lý do này của tôi đã khiến Trương Tiên Sinh hài lòng chưa? Trương Dương lắc đầu, câu trả lời này của Nguyên Hòa Hạnh Tử hiển nhiên không thể làm hắn hài lòng. Một nhân vật lĩnh quân trong nghề thủy vận của Nhật Bản lại nhìn chúng một huyện thành nhỏ như Tân Hải chuyện này quả thực có chút bất khả tư nghị, Trương đại quan nhân tin chắc rằng nguyên hòa hạnh tử nhìn chúng Tân Hải nhất định là có nguyên nhân khác. Có điều hắn cũng không quan tâm, người ta nguyện ý đầu tư đã là chuyện tốt rồi. chương 1539, Đệ Lộ Phong Thanh 1. Nguyên Hòa Hạnh Tử mỉm cười nói, Trương Tiên Sinh không chào đón tôi. Trương Dương nói, hoan nghênh. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, mấy ngày nữa tôi sẽ tới Tân Hải để xác định công việc hợp tác với Trương Tiên Sinh. Đối với Trương Dương mà nói, có người chủ động tới cửa để đầu tư thì có thể nói chuyện tốt từ trên trời rơi xuống rồi, nhưng hắn bất kể là như thế nào cũng không cao hứng nổi, bởi vì Nguyên Hòa Hạnh Tử gợi cho hắn nhớ tới cố giai đồng. Trương Dương và Nguyên Hòa Hạnh Tử nói chuyện cũng là lâu lắm, rời khỏi cư tử ốc, Trương Dương lái xe tới nội thành, ở đường quốc lộ quanh nói phía trước, bỗng nhiên bánh sau phát ra tiếng nổi, không ngờ ô tô lại nổ lốp ở chỗ này. Trương Dương mở cửa xe bước xuống, trên sơn đạo rất tối, không có đèn đường, cũng may là hắn có công cụ, Trương Dương bật đèn pin, nhìn thấy bánh sau đã xẹp hoàn toàn, bên trên còn có hai mũi lê, Trương Đại Quan Nhân lập tức minh bạch, đây không phải là bất ngờ nổ lốp, mà là có người mai phục trên đường, dám mai phục mình thì quả thực là gan hùm mật gấu rồi, Trương Dương nhìn chung quanh, lại thấy phía trước có một nam tử che mặt đứng đó, hai mắt bắn ra quang mang lãnh khốc giống như là đao phong xuyên thấu bóng đêm. Hắn nói, Trương Dương. Trương Dương gật đầu, mỉm cười nói, là tôi. Đối phương cũng gật đầu, phục bộ Nhất Sinh. Trương Dương lập tức nhớ tới phục bộ Nhất Diệp, tên người Nhật Bản đó cùng cao thủ Nam Triều Tiên Lý Đạo Tể liên thủ khiêu chiến mình, ở trên trường thành bị Trương Dương dùng Thăng Long Quyền đánh gãy tay phải, vốn Trương Dương đã đáp ứng sẽ giúp hắn trị liệu cánh tay phải bị gãy, nhưng phục bộ Nhất Diệp tính tình cao ngạo, không cảm kích mà tự về Nhật Bản chữa thương, cuối cùng cánh tay phải của hắn không giữ được, bác sĩ Nhật Bản cuối cùng phải áp dụng phẫu thuật cắt tay hắn, gia tộc phục bộ cũng bởi vậy mà kết thâm với Trương Dương. Phục bộ nhất sinh này chính là anh trai của phục bộ nhất diệp, hắn lạnh lùng nhìn Trương Dương, mày phế đi cảnh tay của em trai tao, tao muốn mày nợ máu trả bằng máu. Trương Dương cười nói, hai tay tao đều ở đây này, có bản lĩnh thì đến mà lấy. Phục bộ nhất sinh nói, đi theo tao, hắn xoay người chạy vào trong rừng cây phía bên phải. Trương đại quan nhân tài cao gan lớn, hắn cũng không sợ phục bộ nhất sinh dở cho gì, theo sát phục bộ nhất sinh đi vào trong rừng sau khi tiến vào rừng cây, mới phát hiện phục bộ nhất sinh đã mất dạng. Trương Dương ở trên trường thành tiến khấu đã lĩnh giáo thân thủ của phục bộ nhất diệp, biết gia tộc phục bộ am hiểu nhẫn thuật, lần trước mình nhất thời sơ xảy suýt nữa chúng phải mê hồn đại pháp của phục bộ nhất diệp. Phục bộ nhất sinh này nếu dám tới đây trả thù cho em trai, chứng minh võ công của hắn phải hơn phục bộ nhất diệp. Trương Dương chậm rãi tiến về phía trước, thân ảnh của phục bộ nhất sinh bỗng nhiên xuất hiện ở trên thân cây phía sau, võ sĩ đao trong tay vô thanh vô tức đâm vào hậu tâm của Trương Dương. Trương Dương xài bước về phía trước, tránh được ám sát của phục bộ nhất sinh, thuận tay bẻ một nhánh cây quét về phía sau, thân ảnh của phục bộ nhất sinh đột nhiên lại biến mất, Trương Dương tuy rằng không biết nhẫn thuật, nhưng biết nhẫn thuật giỏi về ẩn hình. Bùm một tiếng, tiếng nổ mạnh từ trên thân cây truyền đến, vỏ cây nổ tung bay tán loạn chung quanh, sóng khí ùa vào mặt, Trương Dương ngừng thở liên tục liên tục lui bước, tránh tập kích, trong khoảnh khắc khói phủ khắp rừng cây. Trương Dương lạnh lùng nói, giấu đầu lộ đuôi, đúng là bọn chuột nhắt nhát gan. Trong lòng cũng hiểu được ám sát đánh lén chính là sở trường của đối phương, đối với nhìn ra mà nói, cái bọn họ coi trọng là kết quả, căn bản sẽ dở hết mọi thủ đoạn. Phục Bộ Nhất Sinh cũng biết mình chính diện giao phong khẳng định không thắng được Trương Dương, cho nên mới dùng sở trường của mình đánh sở đoàn của đối phương. Giọng nói từ xa xa vang lên, binh bất yếm trá, người thắng làm vua. Trương Dương nhìn về phía phát ra giọng nói, lại cảm thấy mặt đất có chấn động rất nhỏ, tuy rằng cực nhỏ, nhưng Trương Đại Quan Nhân vẫn cảm nhận được rõ. Khóe môi hắn phát ra một nụ cười lạnh, không thể không thừa nhận, nhẫn thuật kết hợp võ công và tôn tử binh pháp vô cùng thành công. Dương Đông kích Tây, hư hư thật thực thực, tiểu Nhật Bản đối với văn hóa Trung Hoa lĩnh ngộ cũng rất sâu sắc. Đao phong xuyên thấu qua mặt đất đêm lên trên, mục tiêu chính là Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân nhấc chân đá ra, một cước này đá rất xảo diệu, tránh được mũi đao, đá lên thân đao, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, võ sĩ đao bị hắn thành thành hai đoạn, một nửa còn lại đột nhiên bay ra, găm thẳng lên trên thân cây phía trước, từ trên thân cây phát ra một tiếng kêu thảm, một nhìn ra áo xám ôm đầu vai ngã xuống đất, mảnh võ sĩ đao gãy đã đâm xuyên vai hắn. Trương Dương lại nhấc chân đạp xuống đất, một người áo đen từ mặt đất phía trước hắn năm bước chui ra, trong tay còn cầm một nửa thanh đao, miệng thì phun máu. Trương Dương cười nói, giả thân giả quỷ, chút tài mọn. Đại thừa quyết của hắn ảo diệu vô cùng, đối với tất cả biến hóa của thiên nhiên cũng có thể nắm rõ trong tay, nhất cử nhất động của những ninja này đều nằm trong phạm vi cảm giác của hắn. Từ lúc phục bộ nhất sinh ra mặt liền bắt đầu mê hoặc Trương Dương, tạo thành giả tượng chỉ có một mình hắn, lợi dụng rừng cây trước chuyện đã bố trí mai phục, tiến thêm một bước chế tạo giả tượng. Trương Dương nhìn hai ninja bị thương, khinh thường cười nói, còn bao nhiêu người thì xuất hiện hết đi. Một cái lưới lớn từ trên đỉnh đầu úp xuống, Trương Dương bổ ra một trường lên trên, trường phong như đao, xé tỏa cái lưới đó từ giữa, Trương Dương lắc mình né tránh. Lúc này hai ninja ngã xuống đất đã chẳng biết đi đâu rồi. Thân ảnh của phục bộ nhất sinh cuối cùng cũng xuất hiện ở phía trước Trương Dương, hắn một tay cầm đao, lạnh lùng nói chẳng trách em trai tao thua trong tay mày, Trương Dương biết hắn có thể sẽ dùng mê hồn đại pháp để đối phó mình, cố gắng tiếp xúc chính diện với mắt hắn, thở dài nói, vốn không muốn đánh mày đâu, nhưng mày tự dưng chọc thủng lốp của tao, hiện tại tao rất tức giận, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Phục bộ nhất sinh hai tay cầm võ sĩ đao, phía sau hắn bỗng nhiên mọc thêm hơn 10 cánh tay, Trương Đại Quan Nhân biết một người bình thường không thể mọc ra nhiều tay như vậy, phục bộ nhất sinh hiển nhiên đang dùng ảo ảnh để mê hoặc mình một đám ninja hắc y xuất hiện phía sau phục bộ nhất sinh, không ngờ có hơn 10 người, bọn họ tay cầm võ sĩ đao lao nhanh về phía Trương Dương, hình thành một vòng vây chung quanh Trương Dương. Nhánh cây trong tay Trương Dương chấp lên, đám quỷ Nhật Bản này muốn ỉ đông người, hôm nay đừng trách lão tử không nói tình cảm, Trương Đại Quan Nhân đang chuẩn bị ra tay thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói phẫn nộ vang lên, không được vô lễ. Đám ninja sau khi nghe thấy tiếng này thì nhanh chóng tản đi, trong giây lát tất cả biến mất ở phía sau phục bộ nhất sinh hiện trường chỉ còn lại có một mình phục bộ nhất sinh giống như những người khác đều chưa từng xuất hiện vậy nguyên hòa hạnh tử và hai gã vệ sĩ đi vào rừng cây ánh mắt của cô ta tràn ngập phẫn nộ lạnh lùng nhìn thẳng vào phục bộ nhất sinh phục bộ nhất sinh cuối người phu nhân trương dương không ngờ phục bộ nhất sinh là thủ hạ của nguyên hòa hạnh tử nguyên hòa hạnh tử đi đến trước mặt phục bộ nhất sinh bỗng nhiên giơ tay lên tắt hắn hắn một cái trong bên đêm yên ắng nghe cực kỳ vang phục bộ nhất sinh cúi đầu không dám tỏ vẻ bất mãn nguyên hòa hạnh tử gần từng chữ trương tiên sinh là khách nhân mà ta mời đến anh dám vô lễ với anh ta ư phục bộ nhất sinh không nói được một lời nguyên hòa hạnh tử nổi giận nói còn không mau cút phục bộ nhất sinh xoay người rời đi trong đã biến mất trong bóng đêm nguyên hòa hạnh tử vẻ mặt đầy áy náy cô ta nói với trương dương trương tiên sinh thật sự là ngại quá, để ngài sợ hãi rồi. Trương đại quan nhân cười nói, mấy võ sĩ Nhật Bản sao có thể khiến tôi sợ hãi được, có điều cũng may phu nhân đúng lúc, nếu xuất hiện muộn thì tôi chỉ sợ đã ra tay đả thương họ rồi. Nguyên Hòa Hạnh tử lạnh lùng cười nói, nói như thế, tôi còn phải thay bọn họ đa tạ Trương Tiên sinh thủ hạ lưu tình. Trương Dương nói, thủ hạ của phu nhân không thiếu cao thủ. Nhìn khuôn mặt giống cố dài đồng như đúc của Nguyên Hòa Hạnh tử, trong lòng Trương Đại Quan nhân bỗng nhiên sinh ra một loại tư vị khó tả, không biết trên người Nguyên Hòa Hạnh Tử rốt cuộc có bí mật gì. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: "Tiên Phu lúc sinh tiền từng kết rất nhiều thủ oán, cho nên tôi bất kể là đi đâu cũng phải cẩn thận một chút." Trương Dương nói: "Phục Bộ nhất sinh là vệ sĩ của cô." Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: "Cha hắn Phục Bộ Thương Sơn là nghĩa phụ của tôi, cho tới giờ, một nhà họ đều rất chiếu cố tôi." Lần gặp mặt này khiến Trương Dương hiểu hơn về Nguyên Hòa Hạnh Tử nhưng sự mê hoặc trong lòng lại gia tăng rất nhiều, nữ nhân nguyên hòa hạnh tử này tuyệt không đơn giản, gia tộc phục bộ ở Nhật Bản là ngôi sao sáng trong giới võ học, địa vị của nó rất được tôn sùng ở Nhật có lẽ có lẽ nguyên hòa hạnh tử thực sự là nghĩa nữ của phục bộ Thương Sơn, nhưng phục bộ nhất sinh là con trai thân sinh của Thương Sơn, vì sao thái độ của nguyên hòa hạnh tử đối với hắn không chút khách khí, tựa như quát mắng một thủ hạ bình thường. Nội tình trong đó Trương Dương cũng không muốn tìm hiểu, hắn sau khi thay lốp thì rời khỏi nơi này chương 1540, đệ lộ phong thanh. 2. Trương Dương cũng không ngờ chuyện xin mở khu bảo lưu thuế nhập khẩu lại tiến hành thuận lợi như vậy. Trước khi hắn rời khỏi Đông Giang, Tống Hoài Minh đã cho hắn một tin tức xác thực. Chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu cấp trên đã có câu trả lời rõ ràng. Cao Tầng cho rằng thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu sẽ trợ giúp bình hải và kinh tế của các tỉnh phận xung quanh phát triển tiến thêm một bước củng cố địa vị trung tâm của kinh tế địa khu Bình Hải. Đây là một chuyện tốt, sẽ đặc biệt bật đèn xanh cho chuyện này. Tháng này có thể sẽ có phê chuẩn chuyện mở khu bảo lưu thuế nhập khẩu, bởi vì chuyện này tỉnh trưởng Chu Hưng Dân cũng đặc biệt kéo dài thời gian lưu lại kinh thành, muốn có được phê duyệt rồi mới về. Trương đại quan nhân nghe thấy tin tức này thì thật sự là rất mừng rỡ, nhưng tin tức quốc vụ viện đặc phê chuẩn Bình Hải thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu cũng đồng thời được truyền ra ngoài. Các thành phố Lam Sơn, Nam Tích sau khi nghe thấy tin tức này đều lập tức hành động, ai cũng biết khu bảo lưu thuế nhập khẩu là một khối thịt béo ai cũng muốn khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở chỗ mình. Lần này tỉnh Lý ra mặt xin mở khu bảo lưu thuế nhập khẩu, trong mắt các thành thị khác mọi người đều có cơ hội, cho nên cả đám lập tức có động tác. Lam Sơn và Nam Tích cho rằng chuyện này bọn họ có hy vọng lớn nhất, lần này tới tranh thủ khu bảo lưu thuế nhập khẩu có phó thị trưởng thường vụ thành phố Nam Tích Cung Kỳ Vĩ. Để tỏ rõ sự coi trọng đối với chuyện này, thị trưởng thành phố Lam Sơn Thường Lăng không cũng tự mình đến Đông Giang, Hiện tại Lam Sơn và Nam Thích liên hợp xây dựng cảng nước sâu, trong chuyện thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu tất nhiên hai tòa thành thị cũng sẽ liên hợp, bọn họ muốn từ tỉnh Lý tranh thủ được danh ngạch này. Các thành thị khác không phải là không muốn tranh, mà là đa số thành thị trong lục địa không có điều kiện, phóng mắt khắp Bình Hải, có hy vọng nhất chính là Lam Sơn, Nam Tích và Bắc Cảng, phía Bắc Cảng cũng có người tới, thị trường Bắc Cảng Cung Hoàn Sơn tự mình tới Đông Giang. Cung Hoàn Sơn tới đây là để tranh thủ chuyện này cho Bắc Cảng, bởi vì Trương Dương một mực áp dụng thao tác bí mật trong chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu, cho nên trước đó mọi người hoàn toàn không biết gì cả về chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu, thậm chí ngay cả thị trường thượng cấp cung Hoàn Sơn của hắn cũng không biết xin thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở Bình Hải đầu tiên là Tân Hải. Tống Hoài Minh cũng không ngờ tin tức cấp trên đồng ý thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu lại truyền khắp Bình Hải nhanh như vậy, y và Chu Hưng Dân có chung nhận thức về vấn đề này, nhất định phải giữ bí mật, nhưng trên đời không có bức tường nào là không lọt gió chuyện này cuối cùng vẫn lộ ra, bởi vậy có thể thấy được các huyện và thành thị thiết lập ban chú kinh ở Kinh Thành cũng cũng không phải là vô ích, dựa vào một số quan hệ ở Kinh Thành vẫn có thể dò hỏi được một số tin tức. Vấn đề mấu chốt là Quốc vụ viện đồng ý thiết lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở Bình Hải, không hề đặc biệt chỉ định là ở Tân Hải, cho nên những thành phố cấp dưới mới có ý muốn tranh thủ xin lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở chỗ mình. Người Tống Hoài Minh tiếp kiến đầu tiên là Thường Lăng Không và Cung Kỳ Vĩ bọn họ hai người bọn họ dắt tay nhau mà đến, đối với chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu lần này quyết chí phải giành được. Hơn nữa hai người cùng nhau tới đây là muốn tỏ thái độ với lãnh đạo, Lam Sơn và Nam Tích trong chuyện cảng nước sâu hợp tác khăng khít, đồng dạng, bọn họ trong vấn đề khu bảo lưu thuế nhập khẩu cũng có thể xử lý tốt, hợp tác tốt. Hai người do Thường Lăng không phụ trách nói chuyện, Thường Lăng không nói, Bí Thư Tống, tôi nghe nói quốc vụ viện đã phê chuẩn thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở Bình Hải, chuyện này có thật không? Tống Hoài Minh cười nói, tin tức của các anh cũng linh thông quá, quả thực là có chuyện này. Thường Lăng Không và Cung Kỳ Vĩ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lộ ra vẻ tươi cười, Thường Lăng Không nói, "Bí thư Tống, chúng tôi muốn hỏi thêm một câu, anh định thiết lập khu miễn thuế ở đâu?" Tống Hoài Minh không trả lời câu hỏi của gã, mà hỏi ngược lại, "Các anh cho rằng thiết lập ở đâu thì thích hợp?" Cung Kỳ Vĩ nói, "Đương nhiên là ở chỗ chúng tôi rồi, chúng tôi có cảng nước sâu lớn nhất bình hải." Trong việc xây dựng cảng nước sâu cũng đã tích lũy được kinh nghiệm hợp tác khai phá, nếu có thể đặt khu miễn thuế ở chỗ chúng tôi, Lam Sơn và Nam Thích nhất định sẽ hợp tác khang khí, lấy cảng nước sâu làm trung tâm, tạo ra một khu kinh tế sinh động hoàn toàn mới, kéo theo sự phát triển kinh tế của toàn bộ Bình Hải." Tống Hoài Minh cười nói, hùng tâm rất lớn. Thường Lăng không nói, bí thư Tống không phải thường dạy chúng tôi phải đặt tầm mắt xa một chút, lớn gan một chút ư? Tống Hoài Minh cười ha ha nói các anh lúc trước sao không có suy nghĩ này thường lăng không nói bí thư tống chúng tôi thủy chung không đứng cao nhìn xa bằng ngài đối với ngài chúng tôi thực sự là tâm phục khẩu phục hiện tại chúng tôi xem như đã chân chính kiến thức được cái gì gọi là nhìn xa trông rộng ánh mắt chiến lược rồi tống hoài minh nói anh đừng có vỗ mông ngựa tôi khu kinh tế quốc gia đặt ở lam sơn các anh cảng nước sâu thì xây ở nam tích sao chuyện gì cũng muốn tranh thủ trước bình hải có nhiều thành thị như vậy nếu cân tiểu ly của chính sách tất cả nghiêng về các anh, các đồng chí khác khẳng định sẽ nói tôi bất công." Thường Lăng Không và Cung Kỳ Vĩ nghe thấy Tống Hoài Minh nói như vậy thì trong lòng đều lanh đi, nghe tiếng nghe âm, những lời này của Tống Hoài Minh đã nói rõ là không cân nhắc đặt khu miễn thuế ở chỗ bọn họ. Cung Kỳ Vĩ nói: "Bí thư Tống, thời đại hiện tại không phải là thời đại cơm tập thể, trong phát triển không thể có chủ nghĩa bình quân, mà phải cân nhắc xem làm thế nào để quyết sách có lợi hơn đối với sự phát triển của bình hải." sự phát triển của Lam Sơn và Nam Tích trong mấy năm nay ai ai cũng thấy. Chúng tôi đã đứng ở vị trí của phát triển kinh tế Bình Hải. Cung kỳ vĩ trước giờ là người dám nói, cho dù là đối mặt với bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh, y cũng không ngại nói ra suy nghĩ trong lòng. Tống Hoài Minh cười nói, đồng chí kỳ vĩ, cái nhìn đại cục không phải không chủ nghĩa bình quân. Đứng ở góc độ của các anh, các anh cân nhắc xem làm thế nào mới có thể khiến Nam Tích và Lam Sơn phát triển tốt hơn. Nhưng nếu xuất phát từ góc độ của chúng tôi, chúng tôi hy vọng Bình Hải có thể phát triển ổn định và cân đối. Thường Lăng không nói, "Bí thư Tống, nhưng thiết lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu đối với kinh tế khu vực có tác dụng kích thích và thúc đẩy rất lớn, chúng tôi thực sự là nghĩ không ra, còn có nơi nào khác thích hợp hơn khu vực của chúng tôi?" Tống Hoài Minh nói, "Vẫn là câu nói đó, cậu đã có thể cân nhắc tới tác dụng thúc đẩy của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, vì sao cậu không đi xin sớm đi?" Thường Lăng không không biết đáp lại thế nào. Tống Hoài Minh nói: "Tôi không ngại nói thật với các anh, thật ra xin thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu sớm nhất không phải là tỉnh Lý, mà là Tân Hải đề xuất khái niệm này, bọn họ muốn tạo ra khu bảo lưu thuế nhập khẩu đầu tiên của Bình Hải quay chung quanh cảng Phước Long, Trương Dương vì thế đã làm rất nhiều công tác, đơn xin đã được đưa tới chỗ tôi từ lâu, nhưng tôi không đưa báo cáo của hắn lên, sau khi thảo luận với tỉnh trưởng Chu, quyết định dùng danh nghĩa của tỉnh Lý để xin" chúng tôi cho rằng như vậy có thể nắm chắc hơn một chút từ lúc Tân Hải đề xuất xin mở khu bảo lưu thuế nhập khẩu đến bây giờ Thủy Trung đều rất bí mật không muốn dẫn tới quá nhiều ảnh hưởng ở tình lý để tránh cho xuất hiện sự cạnh tranh xuất hiện thảo luận hoa rơi vào nhà ai Cung Kỳ Vĩ và Thường Lăng không nhìn nhau hiện tại bọn họ đã minh bạch rồi chuyện này là Trương Dương đề xuất trước tiên Tống Hoài Minh đưa đơn xin thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu của Trương Dương cho bọn họ các anh xem đi phía Tân Hải cũng làm rất nhiều công tác. Cung Kỳ Vĩ vẫn rất nghiêm túc đọc đơn xin đó, thường lăng không chỉ xem thoáng qua, thầm nghĩ trong lòng thầm nghĩ trong lòng, chuyện này phỏng chừng xong rồi, một là Trương Dương đề xuất xin đầu tiên, thứ hai thằng cha này là con rể của Bí Thư Tống, quan hệ của hắn và thượng tầng cũng rất tốt, nếu không thì quốc vụ viện cũng không thể có ý kiến phúc đáp nhanh như vậy, người ta bỏ nhiều sức như vậy, hiện tại có kết quả thì quyền ưu tiên khẳng định sẽ không dành cho họ. Cung Kỳ Vĩ xem xong, không khỏi cảm thán nói, Trương Dương thật sự là một nhân tài, dám nghĩ dám làm, lúc trước chúng tôi không nên để hắn rời khỏi Nam Tích. Tống Hoài Minh bật cười, cho dù hắn vẫn ở Nam Tích thì khu bảo lưu thuế nhập khẩu cũng sẽ không được đặt ở chỗ các anh đâu, từ cải cách mở cửa tới nay, thế phát triển của Bình Hải không tồi, nhưng sự phát triển kinh tế Nam Bắc không cân đối rất rõ ràng. Tỉnh Lý tiến hành nâng đỡ trên chính sách đối với mấy tòa thành thị Bắc Bộ Bình Hải, thành thị Bắc Bộ lấy Giang Thành làm đại biểu đang liều mạng đuổi theo, nhưng loại tranh lệch hình thành trong thời gian dài này không phải trong ngắn hạn có thể vượt qua được. Thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu ở Bắc Bộ có thể cân đối sự phát triển Nam Bắc rất tốt, để đặt nền móng vững chắc cho sự bay cao của kinh tế Bình Hải trong tương lai. Tâm tình của các anh tôi có thể lý giải, nhưng các anh đồng thời cũng phải nhớ kỹ. Bình Hải là một chỉnh thể, bất kể Nam Bắc đều là bộ phận không thể thiếu. Tôi so sánh Bình Hải với một chiếc máy bay, Nam Bắc đều là cánh, nếu cánh không cân đối, cái máy bay này nhất định sẽ lật. Đừng có nói tới bay cao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1540.